nguyện thần thông trên cung trời đào lợi phàm thứ nhớ Phật hiện thần thông. Mong nó nọ tại cung rồi đào lợi đức Phật vì thanh máu mà thì pháp luôn nọ bớt cả thì bớt cả thì tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát điều đến nỗi ngắm rồi đồng kiên gọi rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong nơi an ngũ trường mà y sơn đại trí tuệ thần thông chẳng thể chôn sinh ngang cường làm cho chúng nó rõ pháp ngộ và vui khen xong chư Phật điều sai thì giả kính tâm đứng như lai mỉm cười vọng ra trăm nghìn vấn mây sáng rõ lớn như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ vườn mây sáng rỡ đại từ bi vườn mây sáng rỡ đại ban nhà vườn mây sáng rỡ đại tam muội vườn mây sáng rỡ đại kiết tường vườn mây sáng rỡ đại phương đương vườn mây sáng rỡ đại công đức vườn mây sáng rỡ đại quý nhi vườn mây sáng rỡ đại tán tán đức phật vọng ra bờ cả tiếng vườn mây sáng rỡ như thế rối lại phát ra nhờ là tiếng bồ đề độ tiếng trì giới độ tiếng nhân nhộn độ tiếng tinh tấn độ tiếng thì nên độ tiếng ban nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xà tiếng giải thoát thì sơ tự ông tiếng đại sư tự ông tiếng mây xăm tiền mây xăm lớn đổi rồi mọi hợp khi đức phật quán ra bờ gà tiếng tiếng vi diệu như thế xong vì thần ở trong cõi ta bà và ngồi nữ phương ghé cùng đến nơi ôm nơi cung trời đảo lợi như là trời tự thiên vương trời đảo lợi trời tu diệm ma trời đã quá tự tại trời vạm nhúng trời vạm vô trời đại vạm trời thiếu quay trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tên trời vô lượng tên trời vương ái trời quang hóa trời nghiêm sớ trời vô lượng nghiêm sớ trời nghiêm sớ quá thiền trời vô tường trời vô biên trời vô nhẹ trời thiên kiến trời thiên nghiên trời sắc khu cảnh trời ma hữu thôi là cho đến trời vị tướng vi vi thọ sư tôn cả thiên nhung lâm nhung cũng nghe nhung quy tôn điều đến nội ôm lại có những vị thân ở cõi ta bà cùng cõi nước vương tháng như thần biển thần sông thần rạch thần gậy thần núi thần đằng thần sông chăm thần lúa mà thần vũ ngái thần vũ đêm thần ngự công thần trên rồi thần vũ ăn uống thần cây cò gạn vị thân như tới điều đến nội ôm đại quyển vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương ngán như án mộ quý vương đàm quyền quý vương đàm tình nghi quý vương đàm tay đoàn quý vương ánh bên quý vương đọc quý vương từ tâm quý vương phương lỗi quý vương đại ai kênh quý vương ngàn quý vương như thế điều đến nội âm đường vâng vạn người bây giờ đứng tin Ca Mâu Ni vâng từ đây Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rộng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới ngang ở trong quân đồ này hồi âm tại cung rồi đau lợi như thế ông có biết số bao nhiêu chẳng ngại văn tổ sư lời ban vò rằng bạn đừng thế tôn để tên niếm trong ngờ kim gom gom biển là số bao nhiêu đường phần bao ngại văn tổ sư lừa rằng đến ta vốn vân nhãn xe mày còn không niệm xin địa của ngài địa tạng bồ tát tự tự xiêm lô xa đến nay quần đã đổ đường đồ chưa đồ quần đã thành đồ đường thành đồ chưa thành đồ ngài văn tổ sư lời về cho con đã tu căn lãnh chân đàn trí vô ngài trẻ lời đỡ vợ nói đó tôi tên nhận liền còn ngàn tiểu quả thanh vàng và những nhung sinh trong đời sao dầu nghe lời thành ơn của Như Lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ dầu cho có mấy vân đi nữa coi mong đứng thấy tôm nói rõ những gì của ngài đi
gì làm nguyện gì mà đánh nú đưa sự không thể nghĩ bàn. Ngài văn tôi sơ lời rằng ví như bao nhiêu cò gậy lớn rớt nuôi mẹ tre lao đã nuôi bụi bám trong cõi tạm đi đại tiếng ngữ mơ vương là mơ sông à. Mò mẹ cán là một cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ mò mẹ bụi nhỏ là mò kim rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong mò nghiêm điều đem làm kim gà. Chứng quả vị tam thế bồ tát đến nay nghìn lần lâu ước số kim thì dù ở trên đuông là những thờ ngài địa tạng bồ tát ngọn ở bờ thanh văn và bình di vợ này văn thu sư lời thần thề nguyện của bồ tát đó không tới nghi bạn đến đường về đời sao nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của địa tạng bồ tát quả nghe ngói quả chim ngưỡng vai lại quả xưng danh hiệu các sơn anh tượng của địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên ngôi trời đau lời vĩnh viễn vẫn còn bị xa đó vào chỗ mang đạo trưởng gia tư phan nguyên trải qua ba bơ cà thi kim lâu xa về trước tiền đồng của ngài địa tạng bồ tát là một vị trưởng gia từ lúc đó trong đời có được phần phần thân của tô vang anh nhớ lại trường gia từ này đưa vật tương mạo tôn đẹp người phước trang nghi mời bà nội đưa phần thu hành nguyện gì khi ấy đưa sơ tờ phần thân của tô vang anh nhớ lại bảo trường gia tự rằng muốn chân đưa thân tương tôn đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian chúng sinh mi ngốn hồ này văn thù sư lời trường già tự nghe xong lìa phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể kể xin ở đời sau tôi vì những chúng sinh nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát ngân cả rồi tự thân tôi mới chân thành vẫn đã bờ ở trước đưa vợ giữ tự vấn tân ngài làm nguyện rộng đó đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ước vô số bơ ngà thiên nghiệp mà ngài vẫn còn là vị bồ tát ba la môn nữ của mẹ lại thuở bận gà tư nghi hiểu là giác hoa định tự tại vương nhớ lại được phần ngay tòa đền bốn trăm nghìn muôn ước vô số kim trong đời thượng pháp có một người con gái dòng bà la môn người này mọi người đều kính ai khi đi đứng lúc nằm ngồi giữ thiên thường để hộ về bà mẹ của người mê tín ta đau thường kính nghi ngồi tam bảo thờ ngay để nhờ đối phương thiện nguyện nhu ba mẹ người hộ làm cho bà mẹ người sanh danh kiến nhưng mà bà mẹ người chưa tin nàng chẳng bao lâu bà ấy chớ tò ngộp xa đoàn lúc đó đến thời miệng ra người mẹ khi gọi giọng không tên nhân quả liệu chẳng phải nghĩa nghĩa quậy mà dành vào đường ngang đánh nữ bèn bán nhà đó xăm nhiều ngoan từ tại vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của vợ nhà hoa đến từ tại vương đám vẽ quay dùng đồ cảnh tôn nghiêm tan nữ chim bay từ của đức phật lại cả dặn lòng nghịch ngưỡng tứ nghĩ tâm rằng nếu đừng vợ con trù ở đời thì khi mẹ nội của tôi đến bành nội vợ chẳng thế nào cũng rồi mẹ tôi sanh vào chốn nào nghĩ đến đó tánh nữ buông tuổi rơi lệ bỗng nghe trên nữ không có tiếng bảo rằng ta nữ đường ông kia tôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bảo cho người biết chỗ của mẹ người ta là nữ chăm tay ương trên nữ không đường tầng nào đó mà dạy bơ lòng sao cho tôi như thế từ khi mẹ tôi vẫn đến nay tôi thường nhớ ngày đêm không biết đâu để ngồi cho rò trên nữ không lại có tiếng bà thánh nữ rằng ta là đường phật hoa cứ giang hoa định tự tại vương như lai mà người thường chim bay đó thấy người thường nhớ mẹ trội ngưỡng thường tên anh nữ nghe nói xong liền té xìa xuống tới
chân bên mày đều bị tổn thương. Nhớ người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sao. Ngoài ba cồn trên nơi còn là cuối sơn đứa Phật giọt thương bảo ngài cho rõ chỗ tài sanh của mẹ con nay thân tâm của con sam trên má đường giá hoa đình tự tại vương như lai bao thanh được ra. Rồi ngồi ngay thần nghĩ tưởng danh hiệu của ta thôi ngươi sẽ biết chỗ thái sanh của mẹ ngươi lệ vợ xong thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thờ niệm danh hiệu. Vương Như Lai trải xuống một ngày một đêm bồng đầy thương mình đến một bờ biển kia nước trong biển đó soi xôm xôm có rất nhiều nữ dự để toàn bằng sáng bay nhảy trên mặt biển chạy rào bên này xuống đuôi bên kia. Những trai cùng gái xuống nhiều đã nghe muôn tòa chim non nói ở trong biên bị các tú vừa dành nhau ăn đến lại thấy quỷ già so hình đủ điều là luôn quăng nhiều tay nhiều mang ra nên chỉ ra ngoài miệng bén nhọn đường gươm lụa những người tội gần đủ dữ rồi quý là dâm ba người tội tôm quăm đầu tận người tội lại hình trạng muôn nương. Khi ấy tánh ở nhà nuôi sớm niềm vẫn nên tự nhiên ông kinh sợ có một vị quỷ vương ta là phố đòm đến cuối đầu hình thì mọi tánh nữ rằng đến chốn này tánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào. Quỷ vương phố đòm đáp rằng đây là tận biên nữ nhân ở núi Tây núi Thiết Vi. Tánh nữ hỏi rằng tội nghe trong núi Thiết Vi như thế chẳng vô đà đáp rằng tiền có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nại tội làm sao để đường đến chôn địa ngục đó. Vô động đáp rằng cảm phải do nghiêm lực ngoài ai điều này rằng không bao giờ đến đó đưa thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nữ trong bìa này rồi rụng rơi. Còn với cái tú giờ vô đám đám là những người tội tộm trong miếng này là những nghe tao an ở cõi diêm phù đề để nuôi chết trong quen 49 ngày không người kể từ phó nát cho lũ sống nghe nói lại không làm thương nhân lành nào cả vì thế nơi cứ thế nghe mẹ của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục tự nhiên. Cánh biển này mời muôn gió thuận về phía đông lại có cái biển nhân sự động cổ trong biển đó ngắm bồi ngưỡng biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa càng trội ngưỡng đó đều là do những nghiệp nhân sâu xa của ba nghiệp mà ngắm vừa ra đông gối là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy. Làm rằng địa ngục ở đâu vô đồng đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm người muôn ngộm đều ngán nhau về địa ngục lớn có 18 chỗ vẫn nghĩ đó. Đồ công lừa sờ có sờ bắn nghĩ nữa có đến gần trăm cùng đầy không từ không có thanh từ lại hồi quyền vị vương rằng thần màu của tôi mới có gần đây. Xa vào chốn nào quỷ vương ngồi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiệp gì. Thánh nữ đảm rằng thân màu của tôi mê tin tà đạo kinh chế ngôi tam bào xong rồi chẳng kính cho ứng không bao lâu mà chưa rõ đó lạc vào đâu. Vô đầu mỗi rằng thân màu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đảm rằng thân vũ và thân màu của tôi tham máu tôi yêu là thi la thiền kiến tương màu tội yêu là nhiên đế lời vô đồng dặm tay thưa thánh nữ rằng giờ thánh nữ ấy trở về chớ đêm lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa. Đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng yêu thương vì mẹ mà sắm sửa lễ vần tu ta vương lanh cung dường cho ta tờ đơn giản hoa đình tự tại vương Như Lai. Đạo tàng thân thó gọi điện ôn mà ngày đó những tội nhân vô gian cũng đều được vui vẻ đồng đằng thác sanh cả nói xong quỷ vương chắp tay chào thanh nữ mà cao lui bây giờ.
dường chim bao chờ tình. Rồi mỹ viện đã rồi rồi bèn nói trước tam tường qua đơn giác hoa đơn tự tài vượng Như Lai bà phán tề nguyện rộng lớn rằng tội nguyện từ nay nhắn đến đời vị lai. Chúng sanh nào mất phải tội khổ thì tôi ra nhiều vương chướng làm nhỏ chung đó đường dài đó đường phần bảo ngài văn tu sơ lời rằng quý vương vô động nơi đó trương đó nay chính là ông tài tu bồ tát ngon ta nữ ba la môn bồ tát vậy cơ nếu ta bồ tát bồ nguyện văn tân ta mọi văn thương ai qua tân cùng nguyên tùa lộn đó văn tân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngũ trăm nghìn muôn ngưỡng bơ cả tương vô lượng vô số thế giới đều đến nơi âm tại cung trời đạo lợi do nhớ thần lửa của Như Lai phân tân đó hiệp với những dụng đã đường dài to ra gọi dụng nghiệm đạo ở mười phương đến đông đến số mình buồn ứng nay do ta đồng ngắm hướng hoa đến cúng dường vàng nhân nhôm đồng đến với phân tân đó tại điều nhờ địa tạng bồ tát giáo hóa làm cho rù nơi đạo vô tướng nhanh đang chánh giác thở kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng xanh từ ở trong sáu đường chịu như điều cô sợ gồng có lúc nào tam ngừng nhẫn nhờ lòng từ bi lớn ngài địa tạng bồ tát nên tất cả điều chân đường đã quá đại dụng đó khi đã đến cùng rồi đau lời lòng múa vui mừng ngờ ngờ chim ngưỡng đứng Như Lai nam nhìn mài không rời bây giờ thế tôn giờ cánh tay sang về so đành của hóa tôn địa tạng đại bồ tát trong trăm ngờ muôn ứng bơ gà tư bơ gà nghề bằng ngã lương bơ gà thi mà dài rằng ta ở trong đời hạn ngô trương giao hóa nhận chúng sinh ngang cường như thế làm cho lòng chúng nó điều vụn nó ta về tranh nhường rộng mười vẫn vẫn con muốn đò chung đó ta cũng vâng ngàn trăm bước ta làm ra nhiều vượng trước trong chúng sinh đó qua có người gặn đánh sáng lẽ nghe pháp của ta thời biển tin nhận vẫn có người đường đi quá qua gọi kế vì tội nghi mà quả nắng nên chào lẹm lòng tin kinh ngưỡng mộ ta vẫn ra nhiều tận độ đón nhận ngàn chúng sinh thằng trai quán nghiên ra thằng gái quán nghiên ra thân trời rõ quán nghiên ra thân quý tơ quán nghiên ra rừng núi xóm ngồi áo trần rồi làm lợi ích cho mọi người quán nghiên ra thân thiên đế quán nghiên ra thân trời phạm vương quán nghiên ra thân vua chiến lương quán nghiên ra thân quân vương quán nghiên ra thân cư sĩ quán nghiên ra tấn thì kêu quỳ kêu đi ô bà tăng ô bà dị nhận đến yên ra nhận thân thanh vẫn là nghi bớt chi vẫn và bồ tát để hóa độ chúng sinh hiện ra trước chúng tôi đâu địa tài ông xem ta đã trải qua bao chỗ kiếp nhòm nhận đưa toán nhờ chúng sinh càng cường đầy tội cô có cái quá như thế ngoài ra nhờ nghe chưa điều vùng được tội phải theo đã vào đường như nhiều sự thông có tội ông nên nghi nhớ ta ở cung trời đau lời ông gần vợ chúng đây mà gắn đồ chúng sinh làm cho chúng sinh đã lỡ vợ nhị lăng ra đợi điều đặng dài to ngôi ăn ca điều cố gầm vợ đường đừng văn to khi bây giờ nhận hoa thân địa tạng bồ tát nói lời thương ngã mà bạn gồm đỡ vợ rằng từ số kiếp lâu xa đến nay con nơ đương thế tôn tìm đồ dân diều làm cho con đưa tận lơ chân để nghi bàn con vâng nghe non hờn rằng ở cung ngắm trăm ngờ muộn ứng ngàn ngà xa thế giới trong mọi thế giới hóa hiện trăm nghìn muộn ứ tấn mọi tấn đo hóa đồ trăm nghìn muộn ứ người hướng vui ní bà nhẫn chúng sanh nào ở nơi vợ pháp chỉ làm viện bằng một lời lo một giọt nước mồ mè kem mồ bụi nhỏ quặng chỉ bưng băng mái lông tóc con điều đồ non điều đường lối ơn lớn cuối mong đức Như Lai trở về những chúng sinh an nghiệm rộng đời sao mà sao lòng lo lắng cuối mong đức Như Lai chúng sanh
chân. Trăm nơi xa mà san lòng lo lắng, ngài đi tàng Bồ Tát bát gồm Đức Phật ba Phật nhờ như thế lúc mấy Đức Phật nghe người đi tàng Bồ Tát. Tàng ô trò cho âm đưa tôi nguyện từ sâu kiếp lâu xa đến nay thường vạn nguyện rộng lớn độ độ tất cả chúng sinh xong rồi tôi ngông liền dựng qua Bồ Đề. Kính địa tạng Bồ Tát Bồ nguyện quán chúng sinh niệm diện văn thứ ba vợ mẫu thứ hồi lụm đó Đức Phật mẫu là bà Ma Gia phu nhận dắm tay cung kính ba ôi ngài địa tạng. Không có gì Bồ Đề tạo nghiệp sai cái tạm thọ quả báo ra thế nào ngài địa tạng Bồ Tát đáp ra trong người muôn thế giới cho đến quân đồ quận nơi thời có địa ngục nơi thời không địa ngục. Quán nơi thời không có hèn nữ nhân, quán nơi thời có vần vạm, nơi thời có vần vạm nhắn đến bằng thanh văn và bên chi vần 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 cùng sai các như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục. Ba Ma Gia phụ nhớ lại bệnh ngôn Bồ Tát rằng tội mùa nghe nói báo trong cõi chim vụ để chiếu cảm lấy nghe đạo ngài địa tạng Bồ Tát đám rằng thành màu trong mong ngài lắng nghe. Thanh mô bá ra dẫn thanh mô giả nói cho Bồ Tát lượng thượng bây giờ ngài địa tạng Bồ Tát thưa thanh mô rằng danh hiệu của những tội bao trong địa là nam diêm phù đề như dưới đây như có chúng sinh cho đến giết ngài cha mẹ kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngồn mãi đến nhân muôn ứ kiếp không lúc nào mong ra gọi được như có chúng sinh nào các lộ mẹ làm tấn vân bị tướng chạy mau đó vào vô gián địa ngồn trong muốn ngờ nơi kim không nghe nào ra gọi đường quặng có chúng sinh xâm tồn của thường trụ phạm tăng ni trong chốn chiều về quán giết hoàng ngài nhân chúng sinh đó phải đo vào vô gian địa ngục trong người muộn ơ kiếp ngông lúc nào mong ra gọi được như có chúng sinh làm dùng của thường đồ trái phàm giới lương ghen gặm mềm bà ni tội bao địa tội ngang hàng ngựa như thế phải đo vào vô gian địa ngục trăm nghìn muộn ơ kiếp ngông lúc nào mong ra gọi được qua có chúng sinh vâng vâng của thường rồi cho đến ngông nhỏ mà lấy mồ bận kẻ đó phải đó vào vô gian địa ngục trong nghìn muộn ơn kim ngông lúc nào mong ra cõi đường ngại địa tan. Nếu có chúng sinh nào và những tội như trên đó tội phải đo vào địa ngục ngô vô gian ngô tam người sự đau khổ chừng què mồ niệm cũng ngóng được ba Ma Gia phụ nhân vô gian địa ngục ngay đi tàng Bồ Tát thưa rằng thanh mộ bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi Lượng có 18 chỗ tự kể đó có 500 chỗ thơ kế lại còn anh nam gia niệu cũng đều riêng khác nhau nói về địa ngục vô dạng đó giáp vào một anh lương tám muôn dặm thành đó từ ba dạng cao đến một nghìn muôn dặm tám ngôn thánh đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu giải gạn riêng có mơ sơ ngục đến là vô ngà dạng ngục này chu vi thơ ngô ca một nghìn dặm tòa ba sáng cả lửa chai ứng ơ suốt trên xuống dưới tên tường ngộm răng sang cho gắn vùng lửa đuổi nhau cháy bên này dạng bên kia cả mùa nhắm mốt người tỏ tôi tôi tự tay tương mơ nắm về chẳng cả giường đến nghìn mùa người tôi tỏ cũng đều tự tay tương của mình nằm chẳng cả giường đó là do vì những tội nghiệp là những người đó chịu đủ sự ngộ do trăm nghìn quý già do cùng với các loài ác què răng nanh địa nhọn thương gươm cà ma chói sáng như chôm nhọn móng tay lại có quỳ giả xô các cảm dĩa lớn bà rằng đâm vào mời người tội quặng đâm trúng miên mũi qua đâm trúng bụng lưng rồi rồi lên trên ngóng lấy chiếc ứng lây lại có gì mà bà sáng mò mắt người tội lại ngó răng sáng căng đầu người tội nói lòng tô gấp đồng thân thể đều lấy đinh dài động xuống dưới lưỡi kéo lưỡi ra cho tội đóng cài lửa trên đó thôi đồ vào miếng
quán sống thân người đòi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lòng rộng lại gió vì tội nghiêm mà cầm lấy như thế trải qua ương kiếm gông lùm nào mong ra khỏi đường lúc thế giới này ư hoài thời sanh qua địa ngục ở thế giới ngang luôn thế giới ngang đó ư ngoài đời lại sanh vào gọi ngang nữa luôn gọi ngang đó ư ngoài đời gồm sai vắng sanh vào gọi ngang đến đi thế giới này thành xong nhớ giờ nói má trong ngôn bộ giang như thế đó lại đi ngủm đò nhỏ có năm điều nghiêm cảm nên kêu là vô giang năm điều đó là những gì mong tội nhân trong đó chịu có ngày lần đêm cho đến trải qua không lúc nào ngừng ngớ nên gọi là vô giang hai một người tối tướng đầy chẳng ca ngộm nhiều người tội mọi mọi thân cũng điều đầy chẳng ca ngộm nên gọi là vô giang ba nhân khi cô đế hành nên tội nhân ra soi cho ngói nhà ngói sai cứ đồn nhà mẹ nhạo dầu dối lưới răng dậy răng lừa răng ngựa răng già dòng thiên đầu đưa sang nông rưới tăng đôi thôi răng què răng nông ngang đòi uống nước sắc soi nhớ sơ ngó sờ nói nhau luôn luôn ngọc một ngày dựng ngất nên gọi là vô dạng đông lương là trai hay gai mượn mang mồi rớt già trẻ sang hiền là trời là thần là hãy gây thấy tội ác theo đó mà cảm lấy tơ cá đều không chịu khổ nên gọi là vô dạng năm nếu người nào bị đò vào đi cùng đó đời tự ghi mới vào mở niềm nhắn nhớt muôn lần xong lại muốn cầu tạm ngừng chừng quẹn một niệm gồm ngóng đang trừ khi tội nghiệp tiêu nên mới đăng to đánh to gì riêng miên mài nên nói là vô gian ráng nói sơ lừa về địa ngục vô gian như thế nếu nó rộng ra thời tên của những ý cô đê anh tôi cũng như sự đóng ngô trong địa ngục đó nói cho đường bà ma gia phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong trong khi cũng lo rầu ngài chậm tay đưa đánh lê bồ tát mà lối ra kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện nghiêm cảm của chúng sinh ở phẩm thứ tư ngài địa tạng đại bồ tát bàn gồm đưa và rằng ba đứng đi tôm còn ngư sơn ngoài tượng của đứng như lai nên chia thân hình này ở trong đám nghênh muôn ương thế giới để cùng với tân ngài dũng sơn khi tướng như lai thờ chẳng có thể biến hóa ra như thế đời nay còn lại đường như lai vô chung từ nay đến khi ngài a dần đã thành vò làm cho chúng sinh sớm đứng đấy tôm cho lo bây giờ đứng vần bảo ngài địa tạng bồ tát rằng những chúng sinh mà chưa đường giải toàn tên tư của nó không được con quen làm là đời cớ thành quả bao đời làm lành cùng làm dự tùy tê cánh nhiên mà sanh ra lãnh mà rộng nắm đường ông lùng nào tạm ngưng ngưng mê làm chương nàng ví như loài cá bơi lòi trong lưỡi theo dòng nước chảy đoạn quăng tạm mượn ra rồi lại mang vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh trải qua nhiều kiếp phán thời rộng lớn đổ ngân tất cả nghe chúng sinh bị đói khổ thời đã còn lo di tinh từ tại vương bành nồi nghĩ đứng vẫn dạy lời như thế sau đại bồ tát hiểu là đến thứ tại vương ra ba đúng đưa vợ rằng bà đường để tôm từ nhiều kiếm đến nay ngài đi tạm bồ tát phán thời nguyện gì mà nay đường đứng để tôm cuối mòn đứng để tôm nói cho bây giờ đưa vợ tôn bảo ngài định tự tay vương bồ tát lắng nghe vai kéo xi sáng đó ta sẽ vì ông mà dạy bài rõ ràng ông vua nước lân cần bạn nga đi kiếp bài tổ trước lúc đó có đưa vợ ra đời yêu là như thi trí thành tụ như lai ương cung tranh biến thi minh hành tụng thiên thế thế gian trần vô thiên do sơ vàng thế tôm đưa vàng đó có giả muôn nghiêm nghi ngài chưa xuân gia đời ngài là vua một nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua hai vua đồng thân anh mười anh lành làm lợi ích cho nhân dân trong nước lớn gần đò vẫn nhiều tạo những việc ngang hai vua cùng nhau bàn tình tìm nhân sự phương chương mong phán quyền tội quyền sớm thành vật
con xe đồ dẫn vô mây làm cho điều được giải thoát công. Con thưa một ông phán nguyện như tôi chẳng được đồ những kẻ tội khổ. Thôi tôi nguyện như chiều thành vừa đứng phần bảo ngài đến từ tại vương Bồ Tát rằng ông vua phán nguyện sớm đại vận đó chính là được như tiên tri thành tụ như lại con ông vua. Thôi có thời chung yên thành vân đó chính là ngài địa tại Bồ Tát đi về quẹn bồ cô mê lại có vô lượng vô số khi về tội trước có được phần ra đời nghĩa là liên hoa một Như Lai. Ca mô vì là ngay vương đứng cứu độ xin nhân vị đi tuần từ giáo hoa cho người nói khắp một người nữ tên là quen một nàng này dặm sữa đồ ăn cũng dường là ngán thọ cô. Quen môn đưa rằng ngài thân mà nói quốc tôi là vì phương tiện để nhờ đó mà cũng vương thân máu tôi chẳng rõ thân mẫu tôi ta sinh vào đường nào là nghe nghe nói cảm thương bè nhàm đường quán sáng thời thầy ba mẹ là nghe nói quen môn ra thân mau người lúc sinh tiền đã làm những hành diệm gì mà nay phải đó vào chốn địa ngôn rắn cổ sờ nhớ để quen môn đưa rằng ngài còn sáng thân mẫu tôi chỉ là ở thân tôi cá tranh vẫn nhiều quá chi quan nấu ta hồ mang ăn cho thỏa mãn nếu tin điểm số cá tranh của người đã ăn thời đến người muốn xin tôm già tưởng so chỉ dạy vài làm gánh nào là nghe xót thương men dài phương trước ngài quyền qua mồm rằng người phải đem lòng gì thành mà niệm đức thanh tên liên hoa mồm Như Lai và vẻ đà minh tương. Điều đó phước lời quán một nghe xong mà liền xứng tiền của quả tượng Phật mà thờ cung ngán lai đêm lòng cung kính ngóc tay chim ngưỡng đánh lệ tượng vờ niệm đó nàng chim bao đầy tấn của thơ phờ sang vàng dạng cho như ngọn núi tu gì. Chẳng bao lâu đây tấn mò của ngươi sẽ đáng sanh vào rộng nhà của ngươi khi vừa biết nói lành đời liền biết nói sao đó kẻ tớ gai trong nhà sanh mồm đưa con trai chưa đây ba ngày vương ngon mà nói với quen mò rằng nghiệp duyên trong vòng dặm tư mấy từ lạnh lê hòa bảo tôi là mẹ của người lâu nay không tôm tối tam thời khi vinh biệt người nhà vương lương của người đến nay đường nọ xanh làm kẻ nga tiền lại thêm số mẹ ngắn ngôi năm 13 tuổi đây sẽ bị đó vào đĩa ngộm nữa người có vương thế gì nghe đưa né nói quen mò mỹ chắn là mẹ mơ nàng ngán ngào gông lông mà nói với đứa trẻ rằng đà là mẹ của tôi tới vai từ biển tôi của mình đã nghi tạo anh nghiệp gì mà bị nó ngụp như thế sanh văn vãi chơi bay mắng giết mà nó bao ngộ nếu không nhớ bữa đường của người của nàng vợ tôi cứ theo tội nghiệp nó văn ngon chưa đường đò gọi quen mò mỏi rằng làm sao đứa trẻ đảm lang những vì tội ngô nói ra kẻ bận nhắn dồ đền đỏ trăm nghìn năm ngôn ngóc tuần đến đường quen một nghe xong ngỡ như cấm rằng nguyễn cho tấn màu tôi coi ăn địa ngục nghi mang 13 tuổi gồng còn có trong tôi cũng không còn đoạn vào an đạo nữa xin đưa chư phần cho tôi ví mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vây như tấn màu tôi gọi ăn chốn tam đồ bà ngà tiền cũng thân ngại ngôi kiếp mà không còn thọ những quà báo sau đó thừa tôi đối trương từ của đức phật Như Lai mà vời quán nguyện rằng từ ngày nay nhận về sau đó chạm ngờ muộn ước kiếp không nhận thế giới nào mà cả ngàn chúng sinh đi tội khổ nỗi địa ngục cũng ba ác đạo địa ngục số sinh và ngạ quỷ vân vân những kẻ mặn vai tội bao nhiêu thế thành vợ ngã rồi vậy sao tôi mới thành bờ chạnh nhà quen một ma nguyên đó xong đi nghe trên tiếng của đức phật nay quen mồm nhà ngươi rất có lòng từ mặn vì mẹ mà vang ra lời thề nguyện rộng lớn như thế thần là ngay làm ta quen sang thấy mẹ nhà ngươi lúc mang 13 tuổi nghĩ bỏ bao thân làm người hoàng chi sống lâu.
lâu. Sao đó bán sanh về cõi nước vô ngô sông lâu đó xô gông thề kinh kề. Sao đó xe thánh vân độ nhiều án người trời gió đông như xô cá sông hạ đương phần bão ngày. Vì là ngán vướng lành độ quen mồm nợ đó chính là Vô Tần Y Bồ Tát tân màu của quen mồm là ngài giải thoát Bồ Tát còn quen mồm đời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây về trong nhiều kiếm lâu xa. Hàng ngàn xa vô số lời tệ nguyện độ cầm dụng sinh như thế trong đời sao như có chúng sinh không làm lành mà là mẹ nhắn đến kẻ chẳng tin lương nhận quà. Kẻ lớn thì ngại ngơ kẻ quỳ bán đai thừa nhận chúng sinh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào án đau. Nếu gặp được ngàn tiền đi tự nguyện báo với quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và diệm ngương đánh lễ ngồi khen đồng đàn cũng dường nhường nghi vũng đồ ăn văn ương của các thơ trăng bào đời người đo trong trăm nghìn qua lũng vướng trời ngỡ xanh xuống nhóm nhân gian và ngọn nướng làm vì để phương trong trăm nghìn kiếm là nhớ đường đòi nguồn nhận qua trong các đôi chương của mình này định tự tay vương ngài Địa Tạng Bồ Tát lời ích cho chúng sinh như tới các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này màu tiếng nè rũ bố rộng rằng ngài đi tư tại vương bàn đừng vợ rằng bạn đừng tới tôn sinh vẫn dỡ lo để thương quay thần của phần mà tiên lưu đồng kinh này nồi cõi diêm phù đề cho lời ích chúng sinh ngài đinh tứ tại vương bồ tát bệnh với đứng phần răng bên cung chờ nhậm tay lệ phần là lùi ra tứ tiên vương tới giờ bốn ông điên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy không ngừng nhậm tay mà bánh cơm đứa phò răng bánh đương tới tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kim lâu xa nhắn lại đã ván quyền rồng lượng lưu tới tại sao ngày nay mà vẫn đồ chưa ngày lại còn vài quán lời nguyện đồng lớn được cuối mong được đơn văn báo bốn vị điện vương rằng ấy tay ngay tay nay vì muộn đường đưa lời ấn cho chúng ta cả chúng sinh ta vì ngàn ông cũng nhung niên nhớ ngờ nghiên tài và vị lái mà nội nhờ sơ của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm vương ta ba thế giới này vì lòng tư mang xót thương mà cũng vương đồ to tân gà dùng dịnh măng vải tôi có bốn ông điện vương bạn rằng bạn đừng để tôn chúng con vương tiền giáo hoa đứng phần bảo bốn ông tiền vương rằng tự kim lâu xa nhận đến ngày này ngài Địa Tạng Bồ Tát độ ta chúng sinh vẫn còn chưa mẹ nguyện ngài thương sâu so chúng sinh này đại quan sát vùng đường kia về sau lưỡng thổ lấy dây mài con vẫn vì lẽ đó nên ngài bán ra lời trọng nguyên Địa Tạng Bồ Tát ở trong ngôi diêm phù đề nơi thế giới ta ba dòng trăm nghìn mùa kịp dương dương để giao hoa chúng sinh này bốn ông tiên vương thời nhà giải rõ quá báo vì hưởng ly đời trước mà bị trên nhiều gặm kè trộm cam nơi ngã giải rõ quá báo cũng vô số sợ nếu gặm kè ta dám tới ngay làm chim xe sẽ bồ câu quy ngưỡng nếu gặp kẻ nói lời thô ác thời ngài giải rõ quả báo mới thua kinh trong nhau nếu gặp kẻ ngay kinh chê thời ngài giải rõ quả báo lưỡi miệng lờ nếu gặp kẻ nóng giận thời ngài giải rõ quả báo thân ơi sâu xí tàn tận nếu gặp kẻ bọn sen thời ngài giải rõ quả báo cầu buồn ngắm đường nội nguyên nếu gặp kẻ buông lương kinh mai điên cuộc mất mẹ nếu gặp kẻ trái nghịch chương cha mẹ tôi ngài dài rõ quả bao trời đất trô lộn nếu gầm kè đốm núi rừng ngày co tôi ngài dài rõ quả bao mây đến trên điên gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở đồng án thôi ngài dài rõ quả bao tay xin trở lại đường đời bị đôi vợ nếu gặp kẻ dùng lời lựa cho chim non tôi ngài dài rõ quả bao côn nhồm chia lìa ngài dài rõ quả bao đuôi điếc cầm ngon nếu gầm kẻ kinh chê giáo pháp đời ngài dài rõ quả bao ở mái trong án đạo nếu gầm kẻ làm pháp của thượng trù thôi ngài giải rõ quả bao nếu gầm kẻ ố nhồm người ảnh tính tình và vô bán tăng già thôi ngài giải rõ quả bao ở mái trong loài súng sinh nếu gầm kẻ dồn nước nói nước lấy lừa chém chàng với ngài danh vần đời ngài giải rõ ở quả luân hồi thường thơ me lắng nhau nếu gầm
cầm nghề pha giới phàm trai tôi ngạ dạy rõ qua bao ngồi cầm nụ đòi ghe nếu gầm ghe cũng vi pha tồn của cải một canh vị lý tôi ngạ dạy rõ qua bao thiếu hụt gần kẻ tạo ra kiêu mạng thôi ngạ dạy rõ qua bao nghe ngạ bi người sai kiên nếu gầm ghe đậm dòng ghe gỗ tôi ngạ dạy rõ qua bao có mà lười ngay trăm lười nìa gầm ghe ta kiên ngay mê tính thôi ngạ dạy rõ qua bao nhớ nhóm sơ trong cõi chim phù đệ tử nơi tân cầu ý tao an lên qua trăm ngàn muôn ngữ sự báo ơn như tới nay chỉ nói xong sơ lường đò nói nhân nghiêm nga nhớ tay địa tàng bồ tát dồn đám ngài vương trước đầy hoa đồ nhận dung sinh ấy trương vai chiều lại càng qua bao nhiêu tới sao lại đó vào địa ngục đã quá nhiều kiếm ngon mồm lúc nào to gói vì tới nên cái ngon cho nên những nghiệp những nó nói là mê hoàng dụng sinh bốn ông tiên vương nghe xong rồi lệ tàn đỡ chăm tay ghế phần mà lối ra kinh địa tàng bồ tàng bổ nguyên nguyện trung bổ nguyên địa tàng đạo lợi tiên công nói ngô đỡ ngó thơm chúng sinh ngang cường ngã vui khổ vô cùng nam mô thượng trụ tam phương phật Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên danh hiệu của địa ngục pháp thứ năm vô hiện thưa hồi lúc đó ngài vô nghiêm bồ tát thưa cũng ngay địa tạng bồ tát rằng thưa nhân già ngài vì trời đồng bán bộ và tất cả chúng danh ở nghe thấy cùng vị lấy mà nói danh hiệu nhận địa ngục là tổ trò nói báo của ngàn dũng sinh đi tội gỗ trống coi ta bà cùng diễm phù đệ này và nói về những sơ hoa báo công lành làm cho chúng sơn đời mà pháp sau này biết rõ những quả báo ngài địa tạng bồ tát đáp rằng nữa nhân già nãy nói nương ngoài thường của đức phật còn ngoại lương của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sơ tội cố báo ở các bao danh hiệu của địa ngục nữa nhân già trong gỗ diễn bồ đề có dãy núi tên là thiết gì hạ ngầm có ngánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cường vô gian lại có địa ngục tên là đại nga tỳ lại có địa ngục tên là tướng giang lại có địa ngục tên là vi lại có địa ngục tên là quả tiễn lại có địa ngục tên là giảm sơn lại có địa ngục tên là đông tương lại có địa ngục tên là thị giá lại có địa ngục tên là thi sàng lại có địa ngục tên là thiết ngũ đây có địa ngục tên là thiết duy lại có địa ngục tên là thiện nho có địa ngục tên là thiện lư lại có địa ngục tên là dưỡng đồng lại có địa ngục tên là bảo trú lại có địa ngục tên là lũ hòa lại có địa ngục lại có địa ngục tên là tòa nụ lại có địa ngục tên là địa hưởng lại có địa ngục tên là đạm nhãn lại có địa ngục tên là địa ngoài lại có địa ngục tên là tranh luận lại có địa ngục là thiết thụ lại có địa ngục tên là đa sao ngài địa tán bồ tát nói rằng nửa nhân già rộng đầy nuôi thiết vi có ngưỡng địa ngục như thời xô nhiều xô vô hạn lại có địa ngục nghĩa quán địa ngục bán địa ngục văn nếu địa ngục đồng tòa địa ngục hoa tơ quả cẩu địa ngục quả mã địa ngục quả ngô địa ngục quả sơn địa ngục quả thanh địa ngục quả sàn địa ngục quả lương địa ngục quả ương địa ngục cư nhà địa ngục bác bì địa ngục kiều thủ địa ngục kiều cư địa ngục đáo tướng địa ngục quả ốm địa ngục thiên ngục địa ngục quả lan nhường địa ngục như tới trong đó mọi địa ngục lớn lại những địa ngục nhỏ quặng mòn quặng ngai quặng ba quặng bốn nhận đến trăm nghìn đồng dỗ đó những nhiều chẳng đồng nhau gây địa tạng bồ tát nói với ngài võ nguyên bồ tát rằng thưa nhân già đó là điều do chúng sinh đóng gói nhiệm vụ để làm những điều sai ghét mà tùy nghiệm chịu cảm là những diều ngục như tới nghiệm luận rắn lớn có thể sánh với nơi tu gì có thể sáu đường điền gà có thể ngăn đau thanh bị thế chôn sạch chớ gần đi quấy nhỏ mà cho là gọng tôi sao khi trên điều có quà bào dầu đến đó mai bấm điều phải chịu lấy chi tăng như trả với con mọi người để nguyện của mình mà đi gán đường dầu cho có gặp nhau bằng lòng chịu khổ thay nhau nay tôi nương quay lừa của đứa phần mà nói sơ lừa những sự hồi bảo nơi địa ngục đông mong nhân già tạm nghe lời đò ngài vô nghiệm bồ tát đảm răng nhau từ lâu mỗi nhân giả nói ra để làm cho tơ ngà dũng sinh có tâm mạnh nè tư
lời dạy của nhân giả ma biết quy ngưỡng về vận pháp của vợ đói bao trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng nhân giả dựng sự hãm báo trong chốn địa ngục chư vậy quang có địa ngục kêu lửa người tối ra mà rõ châu cai lên đó qua có địa ngục mỗi tim người tội để cho quỷ già soi hắn quang có địa ngục vạn dâu soi sùng sùng quang có địa ngục đốt cỏ đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy quang có địa ngục từng bụm lửa lớn bay tam vào người tội quang có địa ngục toàn ngã tuần là bằng già quang có địa ngục bẩn nhiễu hoặc có địa ngục đau gây trong sắc hoặc có địa ngục nắm nhiều giáo lừa quan có địa ngục chỉ đốt vai lớn hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay quan có địa ngục răng sáng quan cắn quan có địa ngục đuổi cho xó sáng quan có địa ngục nóng ánh lửa sáng nhân giả dựng hòa báo như thế trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng ba sa băng đá bằng lửa bốn loại khí cụ này do các ngành nghiệp quay của chúng sinh mà cam về là nếu tôi tôn cả những sự gọi khó báo ở địa ngục mọi trong mùa ngục lại có trăm ngàn nay tôi thua sức ngoài toàn của đức phật và tội nghiệp dạ ôi nhớ sơ đương lời như thế nếu nói ra cả tội cùng kim nói cùng gõm kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện như lai tan tan phạm tư xá phật phóng quang dặn bào ngựa của chờ và đòm ánh sáng đó vang lên tiền lương bào cắm ngang còi của mẫn đăng tâm cá ngàn đại bồ tát và trời rộng quý thần vần vẫn lắng nghe hôm nay ta nghe ngợi rõ bài giờ giờ ngủ ngày Địa Tạng Bồ Tát ở trong chúng sinh sau khi ta diện độ thời ngàn bồ tát đại sĩ ông cung cung với trời rộng quy thờ vần vẫn nên dùng nhiều hướng qua để danh nhớ kinh này làm cho tất cả mỗi loài chúng sinh đều ngồi tận ca thứ khó mà chúng sinh nói lời ấy xong trong pháp mọi có mô vị bồ tát tên là vô quảng cung kinh nhắm tay mà bạn cũng được phật rằng nãy con nghe đứng đây tôm ơi kẻ ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài toàn rộng lớn nhớ chúng sinh trong đời mẹ phát sau đây mà tuyên bài nói cái sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người làm cho hàng trời rộng chúng sanh trong đời sau kinh vẫn vô đơ văn bây giờ đứng đây tôn báo ngài Võ Quán Bồ Tát cùng đồng chúng đánh lắng nghe ta sẽ vì các ông mà nói lường về sự vượng đơn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho mọi người nương ngộ quán bạch vân bạch đức thế tôn chúng con xin nam buông nghe vật dạy đơn văn báo ngài Võ Quán Bồ Tát trong đời sao như có thiền nam nghe thiền nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc là chấp tay hoặc là người ghẹn hoặc là đánh lệ hoặc là liền mồ người đó ở qua cõi tội cột hoặc kia điện nam ấy thì nữ nào quăng la quăng vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng đó một năm đồng Bồ Tát rồi chừng một lần chìm ngựa một lần đánh lê người đó sẽ đưa sánh lên cõi trời đau lời ví dụ ngày kia phương trời đã trên ma sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quận vương ông ấy mặc sự lỗi lớn gọi nữ thân như có người nữ nào nhằm giảng đơn gai ngơ lòng đến giường tượng vẻ của Đức Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cân bằng đất đá kêu sơn đồng sắc vân vân ngày đồng an là quán quân ý phù mà nhâm lô tràng vang tiền bà vẫn mà vẫn vẫn cung dường như thế mày không tôi người tiếng nơi đó sau khi mãn mồm lần gãy hiền đời thừa tiền trăm nghìn muôn đời con không có sanh vào cõi nơi có người nữ uống đùa là tỏ thân gái từ khi vì lòng từ quán nguyện cần phải tỏ thân gái để đồ chúng sanh đường nơi bờ tan và số con đứng đó trong đam ngà mua kiếp chẳng ngọn to to người nữ lại nửa thân sinh đem lại nửa này Võ Quán Bồ Tát nếu có người nữ nào già thân sâu gì mà nhiều bên tân tam ra đường ngân đánh lệ đường quan một bờ ăn người nữ đó trong ngân mẫn nắm tỏ dẫn lửa tờ tân ngân lương lương mà xinh đẹp ngầm có tình tân người nữ sâu gì đó nhằm tân gái tờ tân ngân vô ước đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm con gái và càng ngang nửa trướng nhà quân nương non trang xinh đẹp gió vì lòng dị tanh diễm ngô nanh lê hình tượng ngô ngài Địa Tạng Bồ Tát và đắng vua như như tay quỳ tận ngô về lại về nửa có thể nói trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát ra rối các tứ kỳ nhà ngâm ca kỳ ngợi
dỗ mưa hoa cung dường chờ đến nguyên hoa đứng mong người nghe nhiều người những ngày người đó ở trong hiện tại cùng thờ vị lai sao đám ngân vi vắng toàn ngày thêm theo hộ vệ con công cho những việc không giờ đến tay người đó uống là người đó phải đò chia sự tại và bắn ngơ kính chê mang tội lấy nửa này vỗ quen bố tay đời sao như có người an và thần an quỷ nào thấy kệ quỷ gì cũng kinh cúng vừa ngồi khen chim ngựa đánh lễ nhìn từ của ngài địa tạng bồ tát ma vong sánh kính chê là gọn ngõ công đức cùng mà người lời ảnh quan nhắn răng ra cười quản chế sao lớn chê đứa mang vào khuyên bảo người khác cùng chê hoặc khuyên bảo một người cùng chê hãy nhiên ơi cùng chê cho đứa sanh lòng dậy bay trong chừng mờ niềm được nhân kẻ như thế trên đó sao khi mọi người đổ phở dòng nghiền kim nhiễm dám diễn cá bị tội bao kính chê nên còn ở trong địa ngục chê tự tội khổ lắm qua coi nghiền kim này được rồi tân nga quý rồi mãi đến một ngàn kiếp sau mới tỏ thân xúc sinh lại vai trải qua một ngàn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu đớn làm người nhưng vào ngán bần cồn em hạ tầng nguyên xíu sức thì nhận nghiệp án ràng buộc vào không bèo lâu phải xa đó vào án đào nửa nay vô quẹn kính chê người gàn cũng như mà con mang phải tội ba sau cổ nơi thế nguồn nữa là từ danh niêm kiếm mà kính chê phá dễ thiếu tội dưỡng lại nửa nay vô quẹn vô tán động đời sao như có người nam người nữ nào đêm mai trên giờ nào gói cầu lòng muốn chết cùng điều công tường hòa điểm nam chiếm bao tay quy dỗ cho đến kẻ tâm linh ở trong nhà quẳng tay đi trên đường quỳ nghèo quẳng bị bóng đè cho đến quỳ tận cùng đi qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại trong dân ngủ kiều nếu thời tạm sầu còn đây đến bị nội nghiệp bao nỗ lực nó chưa quyết định làng anh này trong hoàng là có trên quẳng là có lành mắt phạm tùng của kẻ nơi nam người nơi mới biết rõ nghiện đó thì chi phải nên đối trương mà đồng tổn kinh hiện này món biên hoàng lấy nhưng mong và điên của người bà tưởng ương tiên như y phục đổ hoàng mi phục của nhà ruộng vườn vẫn vẫn đôi trương người bệnh ca tiếng lớn mà xướng lên rằng dùng tôi tên đó họ đó bình này đôi trước kinh đường đem những dân này qua mở bằng bờ tay quà xây dân vừa tá quà sắm đèn dầu vẫn đã cung dưỡng cung qua con thường trụ thường đua lên như vậy ba lần cho đến đường vừa nghe biên giả sơn như tân tương mà ta đã dấn tội hoàng môn ngày hai ngày ba ngày bốn ngày chờ đến bảy ngày cơ lớn tiên xương bạc như trên mà lớn tiên tùng kinh này sao khi người bên đó mạng chung đời đầu cho từ trước có nỗi nản nặng nhận đến nào cũng được con vội ngàn thọ xanh giàu nhờ bị viên đời trung uống nữa là người nam người nữ nào tự mình biên chép kinh này hoàng bảo người biên chép hoàng tự mình đâm về hình tượng của bồ tát cho đến bảo người gà đâm về người đó ghi đó qua bao chăng đã đắng nhiều lời lớn này phô quang vì thế nên ông thấy người nào đầu tụng kinh này trong mơ niệm người kén kinh này hoặc có lòng cũng kinh đời với kinh đời ông phải gần dùng đắm người vương chương ngoan qua người đó vang lòng siêng năng chớ đừng nói tất thời còn để độ trăm nghìn muôn ơn không để nghĩ bàn ở hiện và vì lai siêu độ vong linh lại nữa nay vô quen bồ tát trong những chúng sinh đời sau hoàng đồng dũng dân ngũ quan trong chim bao tay can ngàn quỷ thần nhận đến cán hình là rồi hoàng muôn ba hoàng công lóng hoàng rấu rí hoàng tên tờ hoàng hải hồ và sở trận đó là do hoặc cha mẹ con đem đời trăm đời quyến hình đời về nó quá cứ thừa làng vào ngang đào chữa đường ra coi không biết trong mong vào đường lần nào nơi đây cứu vớt nói cô nào nên mới về manh bảo người lường coi tình gồm nhung trong đợi trưa cầu mong đầy hậu được thoáng khỏi còn ta coi án đào này phó quen ông nên dùng ngơ suốt ngoài thoại nghiến nhận quyền lớn của đoán trưa kinh tường của chư phật chư bồ tát chí tâm tồn đồng tụng kinh này hoàng tính người càng đồng đồ số ba biên hoặc đến bảy biến như vậy kẻ quyền tuôn đường mắt trong án đào kia ghi tiếng tụng kinh đồ số mấy biên đó xong đặng giải thoát cho đến trong khi mới ngủ không còn thầy về nghiến nữa coi nô lệ lại về nửa này vô quan như đời sau có những người hạ tiệm hoặc tứ trai hoặc tứ gái nên tôi do đó biết là do tôi nghiêm đời trưởng nghĩ ra cần vài giảm mọi đó nơi nên chi tâm chìm ngựa đánh lễ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi trong mấy ngày niệm danh hiệu địa tạng bồ tát một muôn biến những nhớ người trên đó sau khi màn báo toàn hạ tiện liên đời trong mình buồn đợi rồi sao tương sanh ở bao tổn quý tròn không bao giờ còn phải xa đò bảo ba đường ngang cô nữ xanh con dễ nuôi bồ hoàng bồ tát vì trong quá khứ sai ngôi diêm vô đại trong mẹ sáng đế lì bà la môn đường nhà cư sĩ đoàn gã can ngã người và nhân dân tộc giọng ngò can như ngõ người nổi mới sanh đè quẳng con trai hoặc con gái nội trong bảy ngày vì đứa trẻ mới sanh mà tôm tôm kinh điển trong đế nghĩ bà này mời đứa trẻ đó mà đi
hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đúng mong muốn biến được vậy thời đường nước trẻ mẹ nói là ngày mới sinh ra đó thời đời trước này có gây tội quả chi nó sẽ ngay ngọ vui vẻ dậy nuôi lấy tìm được sống lâu còn như nó là đứa nương nhờ vừa lượng mà đó xanh nơi tốt nó càng ngán quý ngơn cùng giàu lâu hơn ngày tâm đài tụng kinh đồ phương lại mấy nữa này võ quen thương bồ tát mọi tháng những ngày mùng một mùng tám mười bốn năm mươi tám âm ba âm bốn âm năm âm chín và ba mươi mười ngày đến đây là ngày mà ca nghiêm tội kinh ta nghe những câu chỉ đông niệm của chúng sinh ở cõi nam diêm phù đề không có điều gì ta chẳng phải tôi loài không nữa là những kẻ buông lung với ngài trong căm tà và vọng ngơ trăm điều tội lỗi về đời sao nếu có chúng sinh trên đây mà đòi đối tượng hình từ của chữ chờ văn bồ tát nghe đảnh đề nông tôn kinh này mò biến thời dùm dồn dỗ cho đó trong muôn rộng tây nam bắc trong ngoài bóng trăm người từng từ không coi xảy ra những người tại nàng còn trình nhà của người đó quan trên thế nghiền thiên tai và vị lại đến trong gần thấu xa trăm xa khói cõi can án đào đồng mỗi ngày trời trên đây còn có nên mỗi ngày tùng mò biến kinh này đời trong đời hiện tại ngay cho người trong nhà không mắc phải bình tờ này mò quán vị đấy nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bao cả trăm nghìn như sự oai thần lớn như lợi ích cho chúng sanh như đây chúng sanh đỡ khỏi diệt trong gói gì vô đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Đại Sĩ ngài Địa Tạng Đại Sĩ nhường dũng sanh đo quán được nghe danh hiệu của Địa Bồ Tạng Bồ Tát quán được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nhanh chừng bằng ba chờ ngày năm chờ kinh này hoặc một bài kể hay một câu hơi sơ an vui thường trong nguyên đời nghiên tài trọng ngân muôn đời vị lai thường đường thần thác sanh vào là tôn quý thân hình xin đem danh hiệu của kinh ghi nghe đức phật như lai thiên bài người ghé ngài Địa Tạng đại sĩ sống ngày vô hoàng bồ tát liền quỳ gói chấm tay bạn đừng thấy tôm tôi lộ con đã rõ biết vì đại sĩ này nở thần lừa rồi cũng nhớ nguyện lương không thấy nghĩ bạn như tới sông này vì mùa chứng như chúng sinh trong đời sau này rồi biên các sự lợi hình lừa nên con mới ba nói cùng đường như lại vẫn con xin cung kính tin nhận lô bồ thế nào đừng vâng báo ngày phổ quang bồ tát kinh này gọi bà danh em ốm là Địa Tạng Bôn nguyện lực kinh cũng gọi là Địa Tạng Bôn ảnh kinh đây cũng là tên thứ hai Địa Tạng cũng gọi là gọi nữ tạng bốn đây lực kinh đây là tên thứ ba do vì ngài Địa Tạng làm lợi ích cho chúng sinh cho nên các ông ấy đúng như theo tâm nguyện mà luôn hành thiền bài rồi kinh này nghe đức phật dạy bao ngày mô quán bồ tát tin chiều chậm tay cung kính lời và lũ lũi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện lợi ích cả cái con người mắc phạm thư bài quyên tôn xem nè chúng sinh trong gói diêm phù đề sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng vay tôi nếu gặp những viền về phạm sư đợi lạnh lăng nhiều là tôi tất tâm tốt ban độ con quản kỳ gầm gì sự bảo nghe chẳng lánh lằng lằng tim lớn như nghe người trên đó cảm năng tim là ngàn gom đốm tim lằng nhận đa lôm lôm sau những người đó quằn gà mẹ tiền tri từng đôi giùm đa bớt cho quằn là đôi giùm mình cả vì ngà tiền đi từng đôi lôm sớt que mẹ mạnh lá chiều đời người ngay cho người ấy mạnh chân lên đi khi đã khỏi bụng làm lên chỗ đất mượn nghiệm đâu nay đừng có đi vào con đường đó nữa bạn đừng tay tôm nhận chúng sinh quen tiêu tội nghe bằng đầu từ mãi mâm rõ lắng đến vô lượng đến khi chẳng là nấy sắm mẹ dùng tôi ngôi cha mẹ cũng tấn quyền vì người đó mà tu ta vương lành để giúp từng đồ cho người đó quăng đeo phản long quả tôm đen dầu chẳng lại tôn kinh để dùng đấu tượng và quần hình tượng các vị thánh cho vân qua bồ tát cùng bệnh chi văn làm cho một danh hiệu hưởng nấu rò và lỗ tai của người sắm mẹ chúng đó là bởi bổn thương nghe biết cứ theo nghiệp mẹ của người đó đã gây ta xin ngắm đến qua bao thời đáng lẽ người đó phải bị đó vào an đạo nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhiên lãnh đạo cho nên cán điều tội ác của người đó thấy điều tiêu sành như sau khi người đã chết lại có thể đang bốn mươi thì người ấy mà thủ ta nhi phước làm nơi có thể làm cho người dần đòi ăn vô mạng đã đưa sanh lên coi rõ quán trong loài người hưởng lấy sự rằng vì diều đó mà kẻ tấn quyên hiện tại và cũng được vô lượng nhiều điều lợi nghinh vì lẽ trên đó đức trước Phật Thế Tôn cùng với hàng trời đồng tán bộ bởi vì nhờ vắng vắng mà gọi lời quyền bảo những chúng sinh trong còi diều vô để ngài làm chung nghe thân đồ phải cẩn thận dỡ có duyên ngài và chờ tạo nghiệp miễn liên lanh đừng tê lệ quỳ thần cầu cúng ma quái vì sao tới vì
viện viên ngài cho đến tới lại đò công còn mò mãi muốn chi lời hình cho người chân ngài chỉ có gần tôi tôm năng tôi tim cho người đó làm dò đạn tim dẫu năng tim tôi và sợ người chân hiện tại vừa rồi đã làm thánh quả sẽ sanh lời cõi trời còn người nhưng bị gì lúc lắm lắm làm cho mẹ nắng tuần ngày ta nhớ nghiệm nhận ngưỡng lành cũng làm dò người chân đó mang lấy ương lì đổi với bà miền tâm đánh vào dỗm lạnh uống gì là người thì chết luôn xanh tiền dù thương làm dũng phước lành mà tờ bài bị xa đò bạn đang an tâm thuộc ở nào khiến mày làm cậu tội nghiệp cho người ngày nắng tim vì con cũng vì như con người tự xứ xa đến thì lưng từng đà ba ngày đổ vắng người đó mang vét nặng hơn trăm cân và nơi vì mấy mà người xứ xa đó ngàn mấy khốn khổ nặng nề tim bành đứng nơi tôm con xem xét những dụng sinh trong gọi diêm phù đề nơi trong giao pháp của phật nếu có thể làm vì vườn lành cho nhân chứng mắng lời xưa giọt nương bằng một hạt cây bày nhờ thờ chân chúng dành đó từ mình được lớn nhà thờ bánh nói nghi ngay đi tán bồ đà nói lời như thế xong đông bám mọi gọn môn vị trường già tên là đại biện ông trưởng nhà nay từ lâu đã chứng đặng qua vô sanh hiện thần trưởng già để đồ đồ chúng sinh trong mười phương tay cùng kính thương ngày địa tạng bồ tát ở đây sẽ trong ngôi nam di vô đây có chúng sinh nào sau khi mang vô mà an quy tuần nặng nghe lớn người nhỏ quy người trên đó mà tu tà gọng đời cho đến tiết trai cúng dường làm nhân vị phương lành đời người dẫn đó cứ đăng đông cần đăng lần giải tốt chứng chăng người bất điều được lời ngày địa ngài địa tạng bồ tát đáp rằng này ông nương già này tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này cùng đời vì lại nương nhờ sơn quay toàn của đường phật mà nói sơ lường về vì ngày nay ông trường già chúng thành ở hiện tại hay bị lai đu sấm mạnh danh hiệu của mò vâng danh hiệu của mò bồ tát ngay danh hiệu của mò bệnh gì vẫn tôi không lưng là có tối ngay không tôi điều đồ này nói to cả như có người quen biết những người nữ nào lùng xin tiền ông và tổ phước lành là người nhà biết người chơi mà tu ta phương lời tăng ca biến thanh đào đông đông mấy phần công đức người trên đò đường mỏ vạn còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến thuộc của tù đạo đó mới vì đó trên đây những người thiện nam cùng tiền đời ở nghe lời nói qua rồi đò cố gắng mà tu anh đời đặng đường tròn vẫn công đức con quy giữ vô thường kia công hèn mà đến tầng hồ vợ văn mình mà chưa ra là tội ngay phước thượng đang nghe trong 49 ngày như ngày như đi thế mà tôi lấy quà bà trong lúc đó mà chưa giết chân ra làm sao đó thời đã nghìn muốn sầu con uống chị lại bị nó vắng em đau thẳng ngồi mười chết chị chưa được thò xanh ở trong bụng mười chín ngày luôn luôn đóng ngóng hẹn thuốc nhục nặng quyến thù ta vương lãnh để cứu vớt cho ngân quá gọi 49 ngày tôi cứ thế nghe quá mà tôi lấy quà ba người trên đó nếu có kẻ tội tôi gửi quá trăm năm nghìn có nhiều là nghe và nằm tôi vô chén tôi phải đò vào đại điên cùng vô nhãn thôi để ngôn chia mai công sự đau khổ rộng nghìn kìa buồn kìm lại về nữa này ông trường nhà sau khi những chúng sơn để dầm thì vừa lành nhỏ người chấm đó thời kia là xâm sự nữa rồi cùng rộng mà luôn mắt mưa làm cho nên có đêm lương lão gạo lá rau văng văng đổ rải nơi nơi đất cho đến căn thứ đó chưa được ăn cúng cho phần cùng tăng thời chưa được ăn trưa nếu như ăn trái phép thì không được tinh sạch kỳ lượng thời người chết đó thọ không mấy còn đây ký lượng giữ gìn từ xanh đêm dân cúng cho vợ cũng tấn đời đồng bảy vận công đức người trên đường một phần này cũng đường giả vì tới nên đường chúng sinh trong cõi diêm phù đề cha mẹ hay dân đủ chết có thể làm trai người chỉ cần có ngăn thôi nhờ người cha như tới kẻ còn là người mà đều đặng lời kinh cả lúc ngày địa tạng bồ ta nói lời nãy rồi tay cùng trời đau lời có nượng nịnh nằm ngồi muộn ngực nay do ta tăng có diêm phù đề ấm đường nhà đại miên vui mừng văn lời lễ phần mà lội ra kinh địa tạng bồ tát bốn nguyên các vua diêm la khen ngợi phẩm tư tam im la cư vương cùng quỷ vương bẩn ở lùng đó ngài đại nô tiên vi có vô lượng quỷ vương giới vua diêm la đông cung đời đau lời đề ngọn đời và các vị quỷ vương đó tên là an đông quỷ vương đa án quỷ vương đại đoàn quỷ vương banh nô quỷ vương quỷ ngộ quỷ vương sinh nô quỷ vương tăng ương quỷ vương vĩ tân quỷ vương tiền hoàng vương lăng nha vị vương đàm tú quỷ vương vũ đàm vị vương chủ
chúng là quý vương chúng hoài vương chúng phước quý vương chủ tổng quý vương chủ quý vương chủ sung quý vương chủ cảm quý vương chủ đồ quý vương chủ mê quý vương chủ sáng quý vương chủ hòa quý vương tớ mô quê tam một quý vương tớ một quý vương ngô một quý vương kỳ lời đăng vương đại kỳ lời đăng vương đại kỳ lời sáu vương đại kỳ lời sáu vương a na tra vương đại a na tra vương những vị đại quý vương cả thầy trong gói diện bù đề cả thầy trong đại bù đề những ngôi nhân tranh điệp và bằng ngô đề ngang vị quý vương đó cùng với quý vương diêm là nơi sơn ngoài thọn của từng phần và quản lượng của ngài địa tạng đại sĩ bồ tát đồng lên đến cung trời phán rằng bàn đứng nơi tổ này chúng con cùng các vị quý vương nô sức ngoài thần của đức phật và quải lửa của ngài địa tạng bồ tát mới đường lên 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 đại ngõ nơi cung trời đau lời này mà và chúng con nay chúng con có chúng vì nghi ngờ dám hỏi đứng nơi tôn cuối sinh đứng nơi tôn từ bị vì chúng con mà chi già dò đứng vẫn bao ngài diêm la rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rò bây giờ vua diêm la chiếm ngưỡng đánh lệ đường nơi tôn có xem ngài địa tạng bồ tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn vườn dưỡng đời cô đó nhưng chúng sanh đó mắc phải tội cố ngài gồng từ mến nhọng ngài địa tạng bồ tát đây có nhiều sự thần thông nhớ xa nghe chúng sinh đang ngồi có tội bán trong bao lâu ngài bị đổ vào ăn năn đảo nữa bạn đừng thấy tôn ngài địa tạng bồ tát có đương thần lực ở thiền tuệ nghĩ bàn tại vì sao chúng sanh chưa chẳng chiều đương về chúng lành đường dạy cuối sanh đương thấy tôn dạy rõ việc nó cho chúng con vẫn chẳng mà còn sơn chẳng nhớ đừng vắng ma vô diêm lá rằng chúng sinh trong cõi nam diêm phù đề thánh đức của nó còn dạy coi có xưa ngài địa tạng đại sĩ bồ tát trong nghìn kiếm đã từ cô dân những chúng thành đo nhớ người bị nói báo trong nơi địa người bị báo trong tường án lớn những địa ngồi báo đã dùng sơ vương tiền nhỏ sành còn còn niệm viên mang đó cho chúng sinh nhỏ nhỏ sợ biết là nâng độ viên nó để cho tay vì chúng sinh trong đời giác thiện vừa đề và lại ra và làm cho các ngài địa tạng bồ tát phải trải qua nhiều sơ kiếp lo lắng để cô đồ dùng sinh những nguyên những người con quên mắt nhà cửa mình đờ để cô lạc nơi con đường thiền có rất nhiều thú dự và so cùng hồn soi từ từ răng độc bò càng người quên đường đó ở trong và vì mà có một vị thiện tri tướng hiểu nhiều vi phạm luận là có thể rồi thường động ai đó cho đến đường đóng đồng mai quỷ già so các loài hàng động vắng vắng chân gặp người nhận đường kia nó muốn nói đi thằng đang bảo rằng ô nghị này ngưỡng kia vì duyên sự gì cho ông điều hiểm nặng này ông có ông có biết thường là gì có thể ngăn trừ các sự động ngại người lang đường đó bóng nghe lời ngồi trên mà ro là con đường nghiêm nặng bên lùi trở lại muốn vào gọi nghiêm đường nghiêm nặng đo với thiện tri tướng lại đo ngoài đường nghiệm nên ngoài cái xưa đóng ngày đến nơi con đường lộ tôm lâm đập cho được an ngọc rồi báo rằng này người lãng đường từ nay trở về sao có khi vào con đường nghiệm nạn đo tay mẹ mà vào con đường nghiệm đó ăn có ra cõi đằng lại đi còn vào bị thông đơn tánh mát người lãng đường đó nếu ông có thể gắm quen người thằng công nhân người đến đường hiện con trai hay con gây thời ông bảo cho ngõ biết con đường đó do có rất nhiều sư đồng mày vào đó ăn phải tôm tánh mạng cho để những người ngay từ bỏ con dấu chân vĩ thế muốn nhờ chúng sinh nói lên cõi trời cõi người để người lại sự vui sướng tóm đem nhưng chúng sinh tội gỗ đó cho biên vì sự không có trong còn gọn gọn cái đường an nghiêm đó rồi đi qua đến đâu ra cõi chẳng còn trở vào nữa những người quên được kia thiền tri thức dẫn dắt cho khỏi bao giờ lạc vào đó nữa gặp gỡ người khác lại bảo cháu gặp gỡ người khác lại bảo cháu vào con đường ngay từ nói rằng mình là quên đường nghi án vào đó nãy đằng gặp coi còn còn nặng đông còn đỡ vào con đường đó nữa nếu con đi vào còn đó con đường hiền nặng mà mình đã nặng đó mà mình đã từng giả lan qua quắn đến khi vai mặt mà những chúng sinh bị nó vạn do chôn mà đó ngay địa tạng bồ tát dùng sức phương tiện cô vào chân thân thó coi có sinh đạo đúng rồi tu nông nơi vắng đỡ vào con đường đang đào nữa nếu chúng sinh quý vương bày tiếng nguyên mấy giờ ăn đông quý vương chắp tay cùng kính mà bánh cung đường phần rạng đừng tay thân chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng trong cõi diêm phù đề là vì làm vợ quýnh con gọi con người quán là làm vì tổ mại cho người mọi mọi địa công sai đồng nhau đi qua sang nhà người quán nên nó xóm lên đây phường buồn nhà trong đó cứ có người trẻ cây gai nào
nào tu tạo phương chung lành quảng mái lòng rời tờ nhớ đến đêm ôm la phương mà bỏ cái bái vua chúc mừng chúng hoa cúng dường tương phần cùng dường bỏ bồ tát công kinh đầu phương cúng dường một gồm dường mà bài cái mô câu kinh văn văn ngàn quỷ phương chúng con công kinh làm lệ người đó chẳng lặng đến được phần thờ quả cửa đương nghe tại cùng tờ đơn vị là chúng con nguyện ca sự thiện dương tôi có qua đường lớn và có kẻ vườn tránh huệ cuộc đời hình lên nhỏ đến nhân viên công vương nghĩ đến gần cho người nhà đo nguồn là để vào vừa đứng phần nghề ngài quỷ vương rằng ngày tài tổng tay ông cũng với quỷ diêm la cho người như thế ta cũng điện cho các vị trời phạm vương đê tinh nộ về ngâm chú mạng định tôi kiến đơn phật nói lời hay rồi những trong phạm mới có một vị tương giả tên là chú mạng hình nguyện công đơn phân đăng bánh đứng tới tôn bốn nguyên diêm của chúng con cơ thể nói ngõ nguyện của con tôi có lời gánh răng lớn cho mọi người nhưng tại vì dũng con không yêu ý của con nên đến khi đòi sanh tinh tội sanh tội điều không tôi án ôm tại là sao tới khi sanh khi nợ lên làm lành đúng vương nhưng người nơi trong có gì vô để lúc mới sanh con gái khi sắp sanh ra nên làm việc vừa lành đem cha nhà cơ thầy nấu địa vui mừng con biết cũng họ cả kẻ mẹ lắng con luôn được sự an vui quan ngàn thân quyến cũng được phương lời hoàng kỹ nam ăn nga đa la sanh rồi nên tội cầm đời cho có duyên ngài sanh vần để lấy ghé nhờ sư tươi con người sẵn mẫu ăn cùng góp hộp nhắn thiệt cũng đầy uống rượu ca đơn thật sáu ca nghĩa hiểu làm việc ấy trên đó làm cho người mẹ đứa con đứa con đang đàn an vui vì sao tới vì lô sanh giang nguy hiểm đò sao vô số loài quỷ như cùng mà quậy tinh mỹ muôn nhân quyết tâm nhờ gõ con sớm đã sai vì thần lượng xa đánh tô đi báo hệ người mẹ con người ngày làm cho đường hàng vui mà đắng lời kinh lớn người ngày nay cảm ơn tổ đề mà trái lại với ngài lời sanh và ngồi hợp thân quyền vì lẽ này là phạm tội lỗi tâm ngài với sự thọ ký tay và mẹ con đều là lung chánh nên tu phước là người trong cõi diêm phụ đề con gom thì muốn nhớ không biết nó lẽ qua con đường an đạo hồn gì lạ nương con đương ơi lâu xanh biển kiếm nền nó tội con lành giúp con tìm xe lực cho con trong đời có gì phù đề những người làm nên nên mạng chung cũng có trăm nghìn muôn ơn quý tăng án đào hèo băng biên ra nghịch đã mẹ nhận đến quá ra nghịch tăng quyến dần dần thận ngộm người trên mà đó lan qua con đường án đào nguồn chỉ là những kẻ lùng xanh tiên đã đăng tao nghiêm năm nay tăng tới ngôn mai con mẹ là lên lành điều dự cho nên mà cùng tại không còn thể nghĩa gì ngân ngang tăng quyến của người lúc lâm chúng đó nên đến phải rứa lượng cùng dự đường tùng 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 kinh niệm danh nghĩa của đức phật bồ tát tu hành niệm viên đường lành như thế thưa ma quỷ ác quỷ thần thấy điều phải lùa tan gần hết bạch đức thế tôn tất cả chúng sinh lúc làm chúng yêu đặng nhờ nghe danh hiệu của một vội vàng mọi danh hiệu của một bồ tát ngàn ngang có một câu một bài kệ kinh điển đại thừa coi xem xét tăng mạng người thấy từ năm tội đang lẽ về xa đó và chỗ mấy đào liền nắng nô gọi cả đức phật đăng nhân được phần bà quy mạng quỷ vượng ngân rằng ông vị long đại về tơ nơi trên cơ thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sinh tử của đó chúng sinh như thế như vậy về sao đến đây này có người kè nám người nào lúc đó mang chung ông cho quên phát ra sinh đứng đây tổng cho lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở và coi nhiệm vụ đời lô xanh luôn tới điều năng cho được an vui chịu trong mong đô cả chúng sinh trong đô xanh cùng lùng tự tin theo lời của con đã nói tới nhiều nữa đặng đời lợi ngân bây giờ đức phật vào ngày địa tạng bồ tát rằng vị đại quý vương cai quản về tôi tỏ cùng mọi người đây lá từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương cùng ôm mọi chúng sinh trong lúc sanh cùng lúc từ đó là bậc bồ tát mà mọi đẳng anh mấy mươi kiếp ông có đo đời thành phật hiệu là vô tướng như lai kiếp đó tên là an lạc có đó tên là tinh trụ tòa mẹ đường văn định đo tôi kiếp không thể nghĩ tìm được này địa tạng bồ tát nhờ sự nữa ngài vị đại quý vương không người đường vẽ ngay đò đò cũng đến số đò mạng lưu răng lượng kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện sự danh hiệu chư văn văn tứ chinh lung đó ngài địa tạng bồ tát bình vượng được phần rằng đừng thấy tôn lại anh cho người cùng chúng sinh đánh từ đặng nhiều loại ích lớn quý mầm đừng thấy tôn do phép con nói đó đừng phần bảo ngài địa tạng bồ tát rằng nay ông muốn gọi trong loại có từ bì đúng vừa ca vô xuống mắt vài tội khổ trong sao đường bây giờ chính là vài lúc ông nên nói ngay đi và sự ông có thể sớm thành đồng nguyện đó ta giao cho ông niết bàn cũng đừng
loài lo ngọn ngài gì đến tất cả chúng sinh ơn yến tài ba vị lai ngài địa tạng bồ tát bành cồ na đoan nghiêu là võ biên thân như là như có người nam người nữ nào nghe đến nghĩa của đơn văn này mà đảm từ sanh long cung kinh kinh này liền đạo siêu việt năng tối tư sanh từ trong 40 tôi ngồi làm cả hình tượng của ngài dương tăng tam đức ngài ngài vô lượng vô biên nghiêu là bồ tát như là như có người nam người nữ nào đứng nghe danh hiệu của đơn văn đây phát tâm quyền nghị với ngài phật trong hoàng dạy mộng tai người nay trong năm ăn công toàn thôi chiến nơi đạo vô thượng chánh đăng danh gia lại với tôi hiệu là ba đồ ma thắng như la nhờ có người nam người nữ nào nghe đơn danh nghe của đơn văn đây thoáng qua lâu tai người này sẽ được một hình lặng xanh lên đừng rồi tôi có dục muốn nữa là chi tâm xương tìm lại bất cả thì bằng cả tiên vô số tiếp về tôi trước có đức phật sau tôi làm như la như có người nam người nữ nào đến danh hiệu của đức phật đây phát tâm quy nghi chừng một niệm người này sẽ nặng vừa lượng càng đơn và gió đánh tỏ ký cho lại vì thờ hòa gửi con đức phật ra đời nhiều là câu lô tôm như la như có người nam người nữ nào chỉ tâm chiếm ngồi lấy lai quan tăng tên quan này là mọi cuộc một ngân đức phật trong yên kim làm vị đại vạn quân đằng ngân con đạo vô thượng ngân lại về tội quá khứ có đức phật ra đời nghĩa là tỳ bảo tỳ như lai tôi nghe danh hiệu của đức phật này thoải mái không còn đò vàng nhà chống mạng đạo tượng được sanh về chống trời người hưởng sự lương lấy thượng thắng về lại độ luôn vô số ngàn ngàn xa về kim trương là nghe ba la bảo như la như có người nam người nữ nào hay đợt danh hiệu của đức phật đại liên đó có vàng đạo tượng ở tại cung trời người sự vui tụ thắng về nhiều lấy về tội qua cứ có đức phật ra đời nhiều là bố tướng như lai có người nam nữ nào nghe danh hiệu đức phật đây sanh lòng cung kính con không bao lâu người nghe sẽ đàng quá a la ngán lại vô lượng vô số kiếp về tỏ quá cứ có đức phật ra đời nhiều là cả xa trạng dường như là như có người nam người nữ nào hay đến danh nghĩa của đức phật đây sẵn tỏ trong 100 đại nghiệm lai về tỏ quá cứ có đức phật đời nhiều là đại thông dương dường như là như có người nam người nữ nào hay đến danh nghĩa của đức phật đây thường này thường là gặp hàng bà chư phật nói nhiều pháp mau lại về tỏ quá cứ có đức phật tình nguyện và đức sơn vương và đức tri thằng phật tình danh phật đức thì thành tụ và được tương vô đường và được thiêu tinh và được mà được mang quý phật và có bao cả thiên đức phật thế tôn như đây tất cả nghe chúng sinh trong đời tay cùng tới về lại quăng là trời quăng là người quăng người nam người người nữ trên niệm được danh hiệu của mọi đức phật tôi sẽ được vô lượng công đức muôn nữa là niệm được nhớ chúng sinh đó trong lúc sanh luôn tôi đắng nhiều điều phương lời cầm còn phải độ và án đau nữa như có người nào sắp mạng chúng ngàn toàn quyền trong nhà đắng con mơ nghiêm thừa tác thành lời trong đó mà niệm thương tiếng danh hiệu của đường phật tại lời vô giảng ngài ba an công thiền đồ sanh ca nàng nội nghiêm lân vô giảng chi dầu rằng gặp nặng nề đăng lẹ phải đôi vợ kim an công ra cõi đặng con cò mò mới lợi lầm chung người an kim y đó mà niệm danh hiệu hồ là chúng sinh tôi mà xứng danh nghĩa của chư Phật người này sẽ đặng vô lượng phương lãnh trở nhiên vô lượng ngộ kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện nguyện chúng ở anh bồng anh địa tạng đại nguyện rộng sâu kỳ vàng dấu sáng độ quần sanh tất cả kiền thành người mang ngôn nắm luôn nam mô thượng trụ tạo phương pháp nam mô thượng trụ tạo phương pháp nam mô thượng trụ tạo phương pháp nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát tạng bồ tát ma tát kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự bồ thí phẩm thứ mười lúc đó ngài tạng bồ tát ma tát ngưỡng ngoài tầng vừa đứng phật từ chỗ non dễ quy ngôi chắp tay chúng sinh trong duyên là trong nghiệp đã so sánh về sự bồ thí có nhẹ gò nặng ngò người ngựa phương trong một đời có người ngựa phương trong mười đời hoàn còn ngưỡng phương lợi lớn trong trăm đời nghịch đời nhân sự ngay bây giờ đơn văn báo ngài địa tạng bồ tát rằng nãy to trong toàn thể chung mọi nhờ ngưỡng đông đảo loài nay giáng về sự so sánh công đức kinh tượng của phiền bồ thị ngồi coi diêm phù đệ ông vài lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài địa tạng bồ tát đơn văn báo ngài địa tạng bồ tát rằng trong cõi nam di phù đệ có các vị quảng vương ngàn tề phù ngàn chân lân ngàn đại thương già ngàn đại sanh đây lời ngàn đại bà la môn văn văn điều cảm kẻ người sức nghe tung nhận đời nghĩa tật quyền nhớ này luôn mấy vị quán vương đó vần vần muôn bố thí nếu có thể dù dù tâm từ bị lớn lại coi lòng nguyên mang từ ngạo đúng mình từ tại mình đem cố ra chia bố thí cho tất cả những kẻ đó các vị
quốc vương đại thần đó vân vân đằng vừa lợi ngăn bước lợi công thức cùng chúng dường cho đến hàng trăm hàng ngàn xa chư phật vậy tại làm sao chính bởi vì quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi nói với kẻ rất mờ nghèo cô những người tầng tầng kia cho nên những người thành vừa đàn hoa bao thường đường đầy đủ nhân đồ tăng bái uống là nhận thử nơi ngó dùng nơi nơi đô y phồn bộ ăn uống vân vân lại như vậy ngãi địa tàng bồ tát trong đời sao như có vị quốc vương cho đến nàng bà la môn vân vân gầm chùa tám thờ phật hình tượng bồ tát thanh văn ấy bích chi vợ đích thân từ sửa sang cung dường bồ tỷ vị quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời để thích thường sự vui thương tôm là nếu có thể đem phước lành trong vàng giờ thời vị quốc vương đó trong mười kiếp thường làm sâu trời người đại phạm thiện vương lại nơi thế này tôi thì toàn bộ ta trong đời sau như có vị quốc vương cho đến nàng bà la môn vân vân gặp chùa tha kinh tôn của tứ kỳ ngờ gom ranh ra liền có thể phát tâm tu bồ lại vị quốc vương đó hoặc tự mình định tận lo sơ sang hoặc khuyên qua người khác cho đến khuyên qua trăm nghìn muôn người gắn cùng đời bồ tỷ cung dường trăm trăm nghìn đời tượng làm vua chuyện lần còn những người khác cúng dường làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời tượng làm vua nước nhỏ như lại ở trưởng chùa tam đó có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó tòa ngồi ngước nơi nào vô thường dành đặng danh gian bao ngày rộng lớn vô lượng vô biên lai về nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao nhớ coi vì quốc vương ngay hàng bà la môn gặp những người giàu yếu bệnh tật và kẻ vô nơi sanh đen yêu trong hoàng chứng môn địa sanh lòng từ bi lớn nhớ nghe ngày nơi ngán vui vương đứng đó rất công thời nghị bạn đến được trong 100 kiếp thường làm vua của tịnh cư trong 200 kiếp thường làm vua sao từng rơi có dột trong bao giờ cộng độ vào đàn đạo đỡ nên đón trăm nghìn đôi lỗ tai công thời có vị quán vương ấy ngàn bà la môn cho đến thời làm những viên bồ tí như thế sẽ đặng vô lượng vừa lạnh lại nhiều lai có thể phước lành đời trước ngồi hướng đạo bồ đề thời công luận là nhiều ngày dẫn nói đưa sẽ thành đạo phật đạo hương chi này địa tạng bồ tát vì thế nên quyến qua tất cả dũng sinh đều phải đổ vào thư thế lại vì nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thì nửa nào ở trong phở và mà dẻo trọng chúng ơn chẳng bằng đỡ lòng sợ tâm một căn bảy bùi bước lời của người đó sẽ thì bồ thế nào cho đường lời này này địa tạng bồ tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người nữ nữ nào gắm minh tượng hình tượng bồ tát hình tượng bích chi phật hình tượng vua chiến lương mọi người ngồi trời ngưỡng sợ mọi tu tăng viên nhiều như có thể điểm công đức ngồi ngưỡng cho tất cả pháp giới chúng sinh đòi phước lời của người này không thể vì dù thế nào cho được lại về nữa này điều tán bồ tát đời sao như có kẻ thiền nam người thiền đầu gặp kinh điển đại mọi cầu kinh rồi phát tam ân cần trân trọng cũng kính ngợi khen bồ tí cúng dường người này được mà bảo lớn như vô lượng vô biên nếu có thể đem lời gần mọi người cho khắp pháp giới chúng sinh lại về nữa này điều tán bồ tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chỗ và kinh điển đại thừa nghĩa là kinh thần đời thơ mơ tí cúng dường ngã gần nam ngô quán ngư vách thời thừa sang tu bộ quan quyền mình vào tâm là hòa khi người ca cũng đông phát tâm ngửi người đông phát tâm thế nhưng trong 30 đời thường là vua ca nương nhỏ còn vì đàn vì chánh đó lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở cõi phương lánh đa gieo trồng vận pháp trong mọi lòng bồ ni cúng dưỡng hoàng là tu bồ chùa tám từ xưa sáng kinh điển một mai tân ngay cả một giọt nước nhận sự lạnh như tay không lượng nhiều ít chỉ có thể đem mọi ngưỡng cho tất cả pháp giới chúng sinh đời cũng người của người đó trong trăm nghìn đời còn nhờ chị ngồi ngưỡng cho tặng quyên trong nhà hoàng tư mình được lợi ngưỡng tôi như thế tôi sẽ được ngạn với ba đời cứ làm một vị sự lành đời được hưởng quả báo tốt muôn lần trời ngưỡng này địa tạng bồ tát những nhân duyên công đức kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện địa thần ngộ pháp phẩm thứ 11 lùm đo vì kiên lao địa thần bệnh cũng đơn vắng răng bánh đức tây tôm từ rõ trương lắc con ná từng chim ngưỡng đành lệ vô lượng vị đại bồ tát đều lá bưng băng tâm trí tuệ tận to chỗ nguyện hoa rắn là sao rằng bánh đức tây tôm ngài đi tèo tăng đi có nhân duyên rất lớn sợ thánh công cơ tổ phong diêm phụ đệ như ngài vận tu ngài vô nghiêng ngài giờ ngài di lần ngài nghiêng ngài quán ngâm ngài quan công quan nghiền chẳng minh tân gửi cứu độ chúng sinh còn hoàng hoàng ngày đi tàng bồ tát ngày đi tàng bồ tát đây văn nguyện nguyên gia tất cả như
như chúng sinh trong giáo đường đại đã kiếp sâu như số các trăm nghìn cơ sông ăn bánh đừng thấy tôm còn xem xe chúng sinh ở hiện tại này và về vì là sao nữa chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cổ đất trong đó qua thuế qua về đến cung quan bằng đà nông tăng đông năng hình tượng của địa tạng bồ tát đốt hương cũng dường chim lệ người ghẹn đời con người trong đó được mơ mười điều lợi ích những gì là mười điều mộng là đăng các tốt màu ba là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn là những người đời thương thương xuống đến đời ít năm là cầu chi cùng đưa tội cả sao là không con vào tay qua về nương và lừa bẫy là trời sanh vì ngư nga tâm là ngát ngàn ao mọc chính là họ về mời là nơi gặp được tam thánh nhân bạch đức thấy tôn chúng sinh trong đời sau hiện tại nãy coi vân đất của mình thời ngày xưa loài gớt như vậy vì kiên lao địa tặng lại bành cũng đâu phở rằng bành đừng thấy tôn trong đời sau này như con người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú vang kinh điển này làm tôn kinh điển này mà cúng dường hình tượng bồ tát thời con dùng năng lực của con dùng hồ về người đó cho đất tất cả sự tai hòa cũng như nước trầm cướp nặng lợn nặng nhỏ vân vân thấy địa tiêu sành được phần bào kiên lao địa tăng rằng thẳng lực của ông lâm ông lớn các từ các không ai bằng càng đa luôn mẹ đế la gạo đồng của bà ta càng nhận từ trước từ đắng có mà ra đi nhớ vào thủy thần của ông cả nay tòa ông tiên bà những sự lợi kinh công như ngài địa tạng bồ tát tội công từ vẫn tăng thông của ông trong mình trời hơn lúc thường này này địa tạng đồng bề sao như có kiện nam kẻ thiên nữ nào cùng vô địa tạng lục bồ tát cùng ngân đông tình kinh điển này chỉ cho tu ngành mồ viện mà trong kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện đa giải thời ông cũng tôi không vừa nghĩ nên nghe mà lúc nơi tai nữa đó để phải chịu chẳng phải chỉ riêng mình ủng hộ cho ngô trên người đó chẳng phải ngàn vì tôi của phạm vừa nên để tình quyền tôi như cô tiên cứu tiên ủng hộ người đó tại làm sao địa do vì những người ngài chim lấy ngành tư ngài địa tán bồ tát đồng tụ nghịnh bồ nguyện này tự nhiên đường rốt nó sẽ lì biển ngộ chứng vào đà ăn vừa niêm mang vì thế nên đặng nên anh đang ủng hộ mọi cảnh lớn lao như thế kinh địa tán bồ tát bồ nguyện để nghe đường lợi nghịnh phẩm thứ 12 lúc đó tôi rõ anh môn đứng tay tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ngựa tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng tia sáng sắc trắng lớn tia sáng lành tôm tia sáng lành tôm lớn tia sáng ngọc lớn tia sáng tiệp tia sáng sắc tia lớn tia sáng sắc bi tia sáng sắc bi lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng màu mang lanh tia sáng tương máy lành lớn tia sáng nhìn vòng tròn tương sáng tương nhìn vòng tròn lớn tia sáng vàng mặn đôi sáng vàng mặn đôi lớn tia sáng vàng mặt trăng tia sáng vàng mặt trăng lớn tia sáng gương cung tiền tia sáng tướng cung tiền lớn tia sáng tương may lạnh tia sáng tương may lạnh lớn tia sáng đỏ nọ tia sáng trên đánh mồm sáng trên đánh mồm tia sáng như thế lại soi xâm nhận thứ nhiên rất nhiều thưa vì nhờ vắng vắng lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời lời tiên bạn nghe lời nhờ sự lời ngữ trong màn rơi người nhờ sự công để nghe bạn nhờ sự vẽ ngành nhân lên bậc thánh nhờ sự tuyển quả tâm địa nhờ sự rong rao quan thầy nhầm cầu tên lúc bây giờ đức phật nói lời định đo vừa trước trong pháp mọi có một vị đại bồ tát tên là quan thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ ngồi chắp tay mà bạn cũng được phận rằng bạn đừng thấy tốt ngài địa tạng đại sĩ bồ tát đây bạn tài con ở trong muôn nghìn thế giới ngày hoàng nghị ngang nghìn muôn ơn bạn mong bao nhiêu ông đức mà quay xuống thần của thương thầy nghị bạn của ngài con nghe đã từng nghe từng thấy tốt cũng vô lượng vừa vợ trong mọi phương năm ta quá khứ toàn hiện tại và nở vĩ lai nói công đức của ngài địa tạng bồ tát phần trần đời nói ngơi vừa rồi lại ấm được đức thế tôn bảo cam trong đại chúng rằng đức phật mùa tiền lại đi nói sơ lấy kinh của ngài địa tạng bồ tát của mong đức thế tôn ở hiện tại và vĩ lai mà tiền nói như sự chân thế nghe bạn của ngài địa tạng bồ tát làm cho tạm bồ chúng rơi rong vân vân chiếm ngân lấy lại ngài địa tạng bồ tát nghe lời phước lành đức phật tăng tạng và ngươi cả đức phật bỏ ngài quan thế âm bồ tát nam ngoài tà bà nhân nghe nói rõ hoàng nam tư nữ nhân hoàng thận hoàng quý cho đến chúng sinh mắng phải tội ngủ trong sao đừa điều nghe nào tranh yêu của ông thấy hình tượng của ông ngay mình từ đến ông cũng nghe người ông từ nhờ chúng sinh này
chuyện. Nguyên nhân ngon nói chuyện từ được sanh và có người cõi trời ngưỡng đồ sở vi nhiên tu tăng vi nhân hòa sắp thành tổ thì được vào đó kỳ nay ông sanh là ông từ bị lớn tu so các loài chúng sinh và tạm bộ chúng trời rồi vân vân. Âm thầy lắng nghe nhớ kỹ này ta sẽ nói đó ngài quan thế âm bồ tát banh rà vẫn banh đừng thấy tôm có xin muốn nghe thấy nghe tiếng vương trời đừng vẫn bảo ngài quan thế âm bồ tát trong ngàn thế giới về tới hiện tại ngay la vợ vì lại sao làm tôi sẽ rao hiện ra người tân hoàng gọi nghe phải đò làng vào chôn an đạo quan các trời đó quan nào quan nữ đứng lúc tướng xuyên ao hiện ra quan thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát quan nghe tên của ngài địa tạng bồ tát rồi mô lăng chim ngưng phải ngài vì trưởng đó càng là bước lời lượng ngư sơ mùa xương răng nhiều không bao giờ còn phải bị đỏ làng và ba đường ngàn đau nữa ngôn chế là những người thầy hình tượng bồ tát nghe danh nghi bồ tát rồi xem các tướng hương hoa mọi người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi người bệnh được lợi ngay nữa này quan thế âm trọng ngàn thế giới về đời hiện tại và này và vì lại sao nhưng ngàn chúng sinh mà đang nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoát qua lỗ tai thôi kẻ mà dụng đó qua không có bị nói lạng và chung mang đào huống chi là lùa xăm mang chung nghe cha mẹ của ngàn tăng quyến đem của cái đem cô cái nhà cửa phận bao y phục vân vân của người sạm mang chúng đó mà làm chuồng chỉ để có tô đam qua vế hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người nà hai mươi ba loa làm cho người ba lúc chưa chết quảng măng thấy tai nghe biết rằng người thân quyến đang trong nhà cửa vẫn bao vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhờ cầm tương này liền nàng lạnh ca tuổi thọ thêm lâu còn nếu như người dịnh bệnh đó con nghiệp bao số màn đã hết lại con đủ tặng cả tội chướng nghiệp chướng đang lẽ phải đò vào trong màn đào giống vì nhờ cầm tương này và coi trời ngõ ngưới ngưỡng hòa quê tu tăng viên nhiều tất cả tội chướng thầy đều tiêu xa tiên phong được phước lại vậy nữa này quan thế âm bồ tát về đời sau nếu có kẻ nam từ người nữ nhân nào đã còn bù mờ quan anh lúc đến ba tuổi lớn lết năm tuổi cha mẹ cho đến trên mắt anh em chị em cho đến trên mắt anh em chị em đến khi người đó kêu lên nhớ tưởng nghĩ đến cha mẹ cùng mẹ đang nguyện ông rõ to lan vào chốn nào ngày sinh về từ giờ nào qua sanh lên ngói trời nào người đó vừa có thể tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nhắn đến nghe danh hiệu của ngài rồi mà một lần chim ngưỡng một lần đánh lê nghe nhà nếu thấy hình tượng chim lại cũng dương thời quyến thuộc là sống nguồn của người đó nếu có đo kịp án mà bị đo vàng đã ở tình đang kiếm em và chịu rồi sau kiếp nay nhờ công đơn Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường cô ngay hãy cảm anh em chị em nên điên nắng dài toán đường thanh lên ngồi trời coi người ngưng qua vui tù tăng vì diều còn nhờ quyên tương có phương lành đã đưa sanh lên gối trời gối người ngưỡng thọ ra qua vui tù tặng vì diệu to san qua qua vui tù tặng vì diệu thời nhường âm đức này càng thêm lớn nghiệp nhân rồi đoàn thành nói vô lương quá vui những ngày đó lại có thể trong ngày 11 ngày rong chiên làm dịp ngựa nghìn tuần của ngài Địa Tạng Bồ Tát quan niệm lấy danh hiệu của ngài đủ sau một muôn biên đã đến tầng lên Địa Bồ Tát nguyên thắng vô biên lại ngồi của ngài tăng nguyên sớm bước khi mà dành về quan trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát nghĩa dựng tầng tông lớn tự dân người đó các thứ thế giới thấy ngàn quyền thuộc như người đó đủ còn có thể trong mọi ngày niệm danh hiệu luôn đến một nghìn ngày thời hướng nó sẽ được Bồ Tát xa các vị quỷ thần ở tại chỗ nơi hổ vén trong đời nghiêng đời món ăn đồ mang chứ vẫn không có cái sự từ bệnh ngộ cho đến cái sự tay vạ còn không hề vào đến nơi cửa rộm ráo rồi đợi đó ngài Địa Tạng Bồ Tát sao đánh thọ ký nguyện là sớm thành lại vậy nữa nay quan thế âm Bồ Tát về đời sau như có kẻ thiện nam kẻ thiện nữ nào một vài lòng từ rộng lớn để cô đô tất cả chúng sinh những người đó thấy anh thương và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chi tâm quy y hoàng đẹp mướn hoa y phục đoàn bảo đồ ăn văn uống vân vân để cúng dường dẫn ngược chìm ngược đánh lê có nghe thiên nam cùng thiên từ đó mà được nam tù không bao giờ bị chướng ngại lại về nữa nay vô hoàng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiên nữ nào muôn con trăm nghìn muôn ớt ngon ngơ đời thế nguyện
sợ về hiện tại không về lai thời chi anh quy nghị chim ngưỡng đành lấy cung dường hỏi khen ngân tương của ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế tôi nguyện những chi và cầu những chi đều thành tụ cả lại cầu mong vạn thân từ bi rộng lớn cứu độ mày cho người đó trong giấc chim bao đằng ngài Địa Tạng Bồ Tát sao đánh thoát kế độ trí tuệ lại về nửa này quan thế âm Bồ Tát trong đời sau như có người nam người thiên nữ nào đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghị muốn đồng buồn được kinh điển này giàu cho cảm ơn minh sư truyền dạy cho những sự nghiệp công đông đó ngọc tạm nhưng trong đó quên rồi trải đến không làm tùng được nhưng ngủ nghe tiếng nam người tiếng nữ đó còn còn nghiệp chướng đời trường cho chư sanh cho nó đến cái kinh điển đại thừa không còn công nắng độc tôn ngủ nghe người này chỉ nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mang bốn tam cùng kính bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y vốn đồ ăn tất cả đồ ngoài cổ vân vân cũng dùng hình tượng Bồ Tát dùng một chén nước trong để trước hình tượng của Bồ Tát một ngày một đêm tay ta một thiền công đó sau đó chắp tay tỉnh tỉnh để uống say mắn về hướng nam khi hương nước bằng vào miệng và chi tâm trịnh trọng uống nước xong phải gần ngô tăng luôn tên ta giam vòng ngực trong 3 ngày khoảng 21 ngày người thiện nam người mười thiện nữ đó trong gác trần bị chim bao thấy tặng tâm bà Bồ Tát nghiền tăng vô biên nuôi nước trên thành của người đó sau khi thức dậy còn về một con gây nữa tai nạn tiêu trừ lại về nữa này quán thế âm Bồ Tát về trong đời sau như có người nào quán cơ không đủ quán cầu chỉ cung ấm tôi nguyện quán tăng nhiều tăng bền nhà cửa ngóng yên ngon quán nguyên thủ chia lìa quán đến từ tay và cứ để quẻ nhiều nỗi tâm lẫm luôn trong giấc mộng ngưng ngơ kinh sợ những người như thế từ kia danh đi của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát niệm từ mà muốn biến rồi nhờ sự thông toàn ý trên đó thì sẽ tiêu sành tiêu lần lợn điện từ ngon ba ăn vui đồ ăn mặc dự dần cho nên trong giấc mong tôi lại thắng lợi ăn vui mọi người nguy lại với nữa này quan tới âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiện nam người thiện nữ nào quan nhờ sự lâm lắng quan nơi sự công chuyện tư quan nơi sự cần tùng tư cần đơn gắn mang lặng qua qua sông vương biên hoàng gặp nương lung lớn hoàng đi ngang đường hiểm trở người ngay trước khi đi đến niềm danh hiệu của Bồ Tát ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biên trước hết thời đi qua nơi nào trong nào cũng có các vị vị thân ngẫu về vui vẻ luôn cho đến giờ gặp lại hôm soi sư tử nhưng tất cả thứ đồng ngài đều không thể phạm đến người đó được đơn phần bảo ngài quan thế nhắm Bồ Tát ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn nơi với chim phù đề nói với nữ sư và mời các ngàn chúng sinh ngài Địa Tạng Bồ Tát đứng lên nhớ tôi đâu nói nên trăm nghìn muôn ngữ kiếp không hết được này quan thế nhắm Bồ Tát vì thế ông nên dùng thận lớn mà tu đôi kinh này làm cho chúng sinh trong coi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kim kiếp bây giờ đứng đây tôi nên nói kể rằng ta xem Địa Tạng sức quay thân kim số hàng xa khó tỏ trọn để nghe mọi kim ngưng nhượng lệ rồi ngươi nâng lên rồi không ngàn hoặc vân đoạn toàn là năm từ ba tầng ra sao qua đương giới chi tâm quy mạng đời suy thân đừng ông nghĩ đến không thường biết vừa đầu nào thương nên đâu nào hoặc quán hoặc tờ đại sinh hơn cam tư chim đây biệt chẳng là nà môn ngày luôn niềm danh hiệu Bồ Tát nghiêm tăng đất bên mình chỉ dành việc thương nơi nơi nào nhớ được âm đơn ngọn kinh ngưỡng thanh ký Bồ Tát vương đầu trào Bồ Đề vô thượng mùa tu hành mong ra ba cõi về tức sanh nghe toàn quyền anh đang tròn lành công dân cùng kinh phát lòng thành nghiệp chân chẳng hề quen trường nạn bao nghiêm mơ chưa sớm viên thành có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn đợi chúng sinh ngồi tay ngắt do gặp nàng đang chẳng nghi bàn đọc rồi quên lại lời xuống mơ người này nghiệp chứ nó làm mê hôm nay tôi kính ngó mọi bề nghi vọng muốn ăn cầu ngã cổ cũng dùng Địa Tạng quê hương hoa dùng ra nước trong bài chư tường canh một ngày điểm bừng lấy uống xanh môn đậm ăn tường ngũ tân rồi thất tài dâm thượng nói luôn trăm ba một ngày cho sáng sành chuyện làm tôi niệm tưởng nhân gian chi bao là thấy tôn dung hiền tưởng rồi niệm thanh trí khôn lanh đại tôi kinh giáo nghe qua tai kinh nhãn đợi trong nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ ngoại thần lượng tâm dung người kia con quậy tài cao thắng đưa nghèo lại ấm đau nhà cửa hoàng đàn người đi nhau muốn mê bọn mình không ai dở cầu mong ông mới chẳng được nào giống lòng chim lên Địa Tạng ngài bao nhiêu việc ngang thể tiêu ngay nhận đến chim bao điều ăn ca quy thần hoàng hộ của chư xài mở qua sông biên đến núi rừng cầm phước đoan đông nhập đón đường ngã tặng ngã quý mưa do dư nhiều nội dân
năng khốn không lường, sắp sửa ra lên trước tượng. Hôm nhân nghênh lễ tôn chiếm ngưỡng, nồi rừng biên ngang có vào trồng. A tài tiêu xạ thường ngàn xương, quán âm lắng nghe ta nói rõ. Địa tăng vô lượng quay tận lớn, nam ngân đơn kiếp tận dư. Thấy trên đêm đen đến lòng đành, hương hoa ăn uống chẳng nghi phộm. Trăm nghìn bà đẹp ngưỡng điều lành, nay đêm công đức ngồi pháp chơi. Rốt nó hành vợ sinh từ khỏi, Quan Âm nghe biết thân tiên bài. Trên các màn sáng nghe nương sọ kênh địa tạng Bồ Tát bốn nguyện dặn dò thủ độ nhân tiếng phạm thứ 13 Đức Phật giáo phó lúc đó. Sáng về gió đánh ngài địa tạng đây Bồ Tát mà bảo rằng địa ta địa tạng đang lớn còn ông không thể nghĩ bàn được từ bi còn ông không thể nghĩ bàn đi tuệ còn ông không thể nghĩ bàn giao cho con nghe nước phần ở mười phương nghe ngồi điện nói những sâu chân thế nghĩ bàn còn ông trăm nghìn muộn ơn kiếp cùng chân đời ngẩn đằng này địa tạng ông đến nhớ hôm nay ở trong cung trời nào lời nói phạm ơi. Tăng ca đứng vào các vị Bồ Tát các hành rồi trong tam bồ dụng đầy mò lắng nữa xem các chúng sinh nhận kè ở trong nhà lửa chưa ngôi ba cội mà dạo vợ chọn ông ông cho để các chúng sinh đo phải bị đò vạn vào ác đạo. Ba 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 địa ngôn ngô vô gián cùng địa ngôn a thì mãi đến nghìn muộn ư chim ngâm lùm nào rồi ư ư này địa tàng tâm tình của chúng sinh trong có diêm phù đề. Mẹ thương người an quan ngó người phát tâm là như rồi không bao lâu liên thôi còi như sư ngang đạo lai muôn luôn tăng trường cũng vì lẽ đó nên ta phải chia tấn này ra làm nghịch muôn ngân đời qua đồ. Này địa tạng hôm nay ta ăn càng đêm chúng trời người nhau phó cho ông trong đời xạo như có người ăn trời người cùng điện nam người thì nữ nào trong chung ít căn lành ở trong phật pháp trong chân bán sợi lông mày bùi ngàn can. Ôm mà người đó chẳng làm cho người đó tu tạm dần dần đau ngán vô lượng bồ cho đê đồ tân tân thơ lại bị nửa nảy bồ tạng bồ tát trong đời sao như quan có người người nào quan đem im niệm mà tòa báo vì bao đau quan an đào đưa bước đến cửa ngộm nhưng chúng sinh đó nếu có thể niệm danh hiệu của đấng phật nghe danh hiệu của một vị bồ tát cùng một câu một bài kệ kinh điển đầy thượng ông nên dùng thần lực của ông tìm được chưa cứu vợ tất cả chúng sinh đó làm cho ngọn đồ xanh lên cõi trời ngồi sự ăn vui sướng vì diệu tù tăng bây giờ đừng thấy tôm liền nói kể rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân nãy tay ẩn cần dần bảo ngọc dùng đây tăng đồng nguyện độ ngon Bồ Tát tương chỉ bây giờ ngài Địa Tạng đại sĩ nguyện ngồi chắp tay bành cũng được phần rằng bành đừng thấy tôm quý xin đức thấy tôm cho lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng nghề thiện nữ nào đời trời kinh rụng vợ trong phật pham dũng nam nghịn vừa chân đó to người đó làm cho mau đằng dài tỏ trong đời sanh tử ngôn nưa là nghe kênh việc lành rồi luôn luôn tuôn ánh tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ hữu công đang bành nói lúc ngài Địa Tạng bồ tát bành nói trên ngôn hữu công rằng trong pháp hội có một vị bồ tát tên là hữu công tạng nên nói với phật rằng bạch đức thế tôn từ khi con đến cung trời đạo lệnh này nghe được như lai ngài Địa Tạng bồ tát trong đời sau qua có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho nên tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này nghe danh từ của Địa Tạng bồ tát cùng với nghiêm kim thôi nhân nghe ngay được bao nhiêu niềm phước lợi có mong được thấy tôn vì tận gắn hàng chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói việc sơ lược viện ấy 10 ngày 18 điều lợi ở đức phật bảo ngài ngợi công đáng bồ tát cho kỹ ta sẽ vì ông mà nói rõ viện ấy trong đời sau ngợi thiện nam cùng ngợi thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng bồ tát qua nghe kinh này cho đến độc tôn dùng mượn qua đồ ăn mọi nghi phổ phật báo mà bồ tí cúng dường làm lề ngõi kiên chim lễ rồi cái ấy được ngay 18 điều lời gạch như tới sao một các ngàn rồi người thường hồ niệm hai quá lành càng ngày càng thêm lớn ba chưa đặng nhâm mơ lượng của thanh bôn mày không còn thói thân đạo bồ đề năm đồ mặn món ăn rồi vào đầy đủ sáu những bệnh tật không đến nơi thân bảy còn những tai nạn về nước và lửa tám không có bị hại bị trộm cướp chín người các đến sanh nằm cung kính 10 các ngàn quỷ thần 11 đời sau tân gái sẽ trở thành thân trai 12 đời sau sẽ làm con gái càng vương vương gia đại thần 13 tận tứ xinh đẹp 14 phần nhiều lớn được ta sinh lên cõi trời 15 hoặc làm bằng vào bằng vui chúa
16 có trí sáng, biết rõ nhận việc những đời trước. 17 có mong cầu chi cũng đều được tối ý cả. 18 quy tuần an vui. 19 các tay và bất ngờ đều được như sẵn. 20 càng ngã nghiêm các nghiệm về đời đạo nữa tiêu hạn. 21 đi đến đâu cũng đều không bị gì trở ngại. 22 đêm nằm chim bao an ngộ vui vẻ. 23 những người tăng tổng đã chết, nếu có tôi thời được khỏi khổ. 24 nếu về đời trước có nước, nước là đồ xanh rồi còn gọi vui sướng. 25 các bậc thánh khen ngợi. 26 căn tánh lanh lợi thông minh. 27 cho vào lòng từ mẫn. 28 rộp ra thành Phật. 7 điều lợi lệ bay nữa này hư không tạm Bồ Tát. Như ngàn trời rong quỷ thần ở hiện tại và vị lai. Nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đánh lễ nghênh thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán nghe về sự vô môn nguyên tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mà ngoài người khen chim lợi thời Ngài đăng điều lợi hình nhân lớn. Một mà chân đặt bằng thanh, hai chi mát tiêu trừ, ba chư Phật đến ủng hộ, bốn không thôi tăng Bồ Đề, năm bồn lượng độ tăng trưởng, sáu việc đời trước đều rõ biết, bảy rốt ráo thành Phật. Ta đại ngộ tăng thán, bây giờ bân ca tuyệt tất cả các đường phận và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng cùng trời rộng ở mười phương. Đã nhờ phạm mọi đó nghe đức tình ca mẫu nị Phật, người khen tuyển bài đời giới lần lượt lên. Chẳng thấy nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là vì chưa từng có lúc đó. Trời đạo lối núi vô lượng vô hương hoa, tiên nghi trong ngọc dược chui ngọc để trung cương dược. Đừng tính ca mẫu nị Phật và Địa Tạng Đại Sĩ Bồ Tát đầu sông. Tăng ca đại chúng trong ba mỗi điều diệm lệ, chăm ta làm lễ mà lùi ra kênh. Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyên nguyện ngạn hết, bốn thể Địa Tạng so rắp trong kênh. Tạo tạo cấm ngầm vợ tiên sanh, phương lời vô cùng quý sen bao giảng sanh. Nam mô thượng trụ thập phương tăng, nam mô thượng trụ thập phương tăng, nam mô thượng trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đạo lời Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng gồm mạnh rất rộng sâu. Thánh giáo mà truyền bao chẳng ngờ, khám đơn người rồi khỏi khổ sầu. Trời người A Tu La giờ so tay, đến nghe pháp đó nên chi tâm. Ông hòa vào pháp chứng thường còn, mọi vị xin tu lời phận giải. Bao nhiêu người nghe đến chung này, hoàng trên đăng liền hoàng hư công. Tôn đến người đời sanh từ tạm, ngày điểm tự mình thương pháp ở nguyên các thế giới tượng an ôm. Phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp đã tiêu trừ. Xa các nghiệp về phương viên tờ, xa lìa các khổ về viên tờ. Nặng dùng hơi hương qua bóng sáng, thường đình nhân đùm để giúp tao. Hoa màu Bồ Đề khắp trang nghiêm, tỳ theo châu ở thượng an lạ. Nam mô tội tà vua chánh, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội tà vua chánh, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội tà vua chánh, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Ma ha tát.